Chị chân chị bé hơn chân em phải năm cỏ. Ừ. Không, thử Có mua nghĩa cái là con này đi. em tìm kỹ rồi, không em Đây là nhìn size bao kỹ. nhiêu đấy? Đây này 38 hay sao? Mày đi Đây đường này này nó 38 chật quá. chị 37 chứ. Chị đi bằng chân em á? Vừa mày đi được cái chân Dạ. thử đi suốt chân Hơi này khít đi. chân. Em đi này nó khít chân nhưng mà nó lại không bị ấy đâu nhá. Nó không bị đau đâu nhá nhở. Nó Đứng chật. cả buổi như này hôm nay đây này. Em thích cái là chân em to mà cái chỗ kia nó ôm được hết cả. Ừ, thử Đấy, rồi. nó sâu hẳn xuống, nó ôm chân em dày hơn chân chị mà. Thử rồi, đi được thì mới mua, có Ừ. mua về lại không đi được Đấy. lại vứt đi. Em hay ngại lắm, ví dụ đi thử giày người ta em chỉ ngồi Ừ. trên ghế, em cùng lắm là em thò ghế kiểu như là chân mình thò như này mình ngắm thôi, hoặc là cùng lắm mới đứng thì phải đứng im như này. Kêu cái bà thử và cứ đi ra lại đi lại hỏng Cái hết lúc mẹ trước giày của thì người chị ta. thử đeo của em chị thấy ưng rồi. Ừ. Không có mua về nhiều lúc không đi Không, được cái giày con dép là đấy. cũng phải rơi vào tầm khoảng giá 400 trở lên mới đi được. Thật, nếu mà giày cao. Vì là Nó ngon, nó cái chất nhưng mà ấy nó xinh không đi xinh được. dã mà, nó cái chất da của nó không bị quê nhá nhở. Mà nhìn sao Nó xinh không thế. hẳn là bóng hẳn mà nó lại kiểu như bóng Nhìn nhân. sao nhìn đẹp. Đẹp, cái gót đẹp mà. Ừ. Em yêu cả cái gót nữa. Hello bà con nhà mình ơi. Hello các chị đẹp nhà em đâu rồi? Vào like chia sẻ hộ em với nhá. Đồng bọn nhà em đâu hết rồi? Hello tất cả các chị. Hello các chị yêu nha. Hello hello các chị nha. Đây có tương tác có thông báo trên bảng luôn. Cái set này mặc đẹp mà nhỉ. Nhẹ nhàng đẹp lắm à này. Ủa có các chị đẹp như em đâu. Hello. Hello Hải Yến nhá. Hello các chị yêu. Các chị có nhìn thấy em không ạ? À? Cho em xin mỗi chị một lượt chia sẻ về trang cá nhân các chị nhá. Đấy, chấm vào bài để em nhìn thấy các chị với ạ. Nhà em lan chuyển sang nhà này rồi. Đẹp quá, cái chân váy này cũng đẹp chứ chắc nào mà đắt hàng thế. Dễ mặc. Hello hello các chị yêu. Ừ, đẹp nhỉ? Đẹp. Dễ mặc nhỉ? Đen đẹp. Các chị mặc như này nó dễ mặc và dễ Đen phối đẹp đồ. tính ra rẻ nhé. Ừ. Áo 160, quần là váy 320. 160, 320. 320 cả set Đó mà cái đấy. chân váy em kết hợp được nhiều. Đấy. Chân váy kết hợp được nhiều kiểu. Hello chị Thu Nguyễn ạ. À. Hello Nguyễn Hải Yến. Em có nhìn thấy mỗi hai chị thôi. Em có nhìn thấy mỗi hai chị thôi ạ. À. Mà trong khi đấy đã bảng đang thông báo là 19 20 chị mà em chẳng nhìn thấy đâu. Áo em mặc cá 62 cân thôi chị ạ. À. Chị Thanh Trúc ơi giảm đi mấy cân là mặc đẹp. Đấy, nhà em Lan có kẹo giảm cân cho các chị mình đấy ạ. Kẹo giảm cân chị ạ. À. Dùng kẹo giảm cân đi. Con áo này thì em chỉ đến 62 cân thôi. Đẹp lắm mà nó dễ mặc đồ lắm chị ạ. À. Đấy cái phần này và kết hợp nó rất là dễ bởi vì là nó là chun ấy. Đấy dễ mặc đồ lắm, 40 62 cân em Lan bao đẹp. Chị nào gọn gọn thì 63 cân. Đấy còn chị nào gọn nữa thì vẫn 65 cân ok. Chị Tuệ Thơm em xin chào ạ. Hello tất cả các chị đẹp nhà mình nhá. Nhà em đang chuyển sang livestream ở bên trang page là gì nhỉ? Thời trang đẹp Hương Lan. Thế nên là các chị vào tương tác với em ở cái page mới nhá và ủng hộ em ở bên page này ạ. Được không ạ? Hello chị Thu Nguyễn, chị Tuệ Thơm à, em cảm ơn. Đấy, Thành Long Nguyễn xin chào ạ. À. Các chị mình chia sẻ cho em xin mỗi chị một lượt về trang cá nhân nhá. Đấy, để cho tương tác với em ạ, lần sau em cứ lên livestream là các chị mình lại nhìn thấy em. Đấy, không là chị em bị thất lạc nhau lại không tìm thấy. Thất lạc nhau. Áo em đang mặc là bao nhiêu nhỉ? 160.000 đồng thôi. Đấy, chị Thúy Nguyễn em xin chào ạ. À. Hello, hello, cảm ơn tất cả các chị đẹp. Các chị mình cho em xin mỗi chị một lượt chia sẻ về trang cá nhân, một hai lượt về trang cá nhân nhé. Đấy, và chấm vào bài để em nhìn thấy comment của các chị với ạ. Em nhìn thấy comment của các chị nhá. Em đẩy cái ghế này ra đâu cho nó đỡ bị vướng ạ. À. Hello các chị nhá. Em để ấy cái áo này xuống nó bị ấy quá. Nó bị xô ấy. Ừ. Hello tất cả các chị yêu. Em không nhìn thấy mà 30 chị, 40 chị mà mỗi chị không chấm cho em phát nào thế. Các chị vào like cho em xin mỗi chị một chấm nhé các chị nhé. Và chia sẻ bài giúp em nhé các chị nhá. Hôm nay em ăn nhiều quá. Chị đang chờ đơn hàng về lắm ạ. À. Hello chị Hằng Lê Thị ạ, à, chị Linh Linh ạ, à, chị Thu Nguyễn ơi, từ từ nhá. Cứ từ từ quần áo đẹp khắc về tay các chị hết. Chẳng qua là nó càng càng đẹp bao nhiêu thì lại càng phải chờ đợi. Đấy kiểu như vậy. Càng đẹp thì lại càng phải chờ đợi. Thế nên là các chị mình cứ phải từ từ.
Em nghĩa là em đẹp, em có quyền kiểu như thế, chờ đợi tí không sao cả, chờ đợi mà mua được hàng đẹp vẫn ok đúng không ạ? Chị Đỗ Thúy Hằng em xin chào ạ, chị Hải Dương ạ. Các chị đẹp nhà em đâu hết rồi, có ai nhìn thấy em không? Hello tất cả các chị nhá. Chia sẻ về trang cá nhân giúp em nhá các chị nhá. Đấy là mai là các chị cứ vào trang cá nhân là của các chị là tìm thấy em thôi. Tết này em đang mặc dễ mặc quá, dễ mặc đồ. Đây đây nó bẩm này này. Đấy. Yêu ơi là yêu luôn ấy, dễ mặc lắm. Chị Vân Đông em xin chào ạ. Các chị mình chia sẻ lên về trang cá nhân ủng hộ nhà em nhá. Sợ nhất là bị thất lạc các chị đấy, em chuyển sang đây mà không không được các chị ủng hộ là buồn lắm đấy. À, kem mặt cũng mê luôn, ok Thành Long Nguyễn nhá. Kem mặt nhà em chẳng có chị nào chê đâu. Đẹp lắm luôn ấy, chị gì nhỉ? Các chị nào mà chưa có kem mặt nhà em ấy, kem chống nắng này, kem kích trắng body thì các chị đặt luôn đi. Tại vì những ngày hè như này da của mình đang rất là cần những cái sản phẩm như vậy. Có nghĩa là kem dưỡng mặt thì nó là dưỡng da chống nắng ban ngày, bảo vệ da. Và cái kem kích trắng body thì nó có vừa tác dụng là dưỡng da chống nắng này, với nó vừa phần là trang điểm cho da các chị. Rất là đẹp luôn. Đấy, không bị mất nhiều thời gian và không chị em nhà mình mua là không bị mất tiền vứt đi ạ. Đấy, không bị mất tiền vứt đi, mua về là bôi đẹp luôn, ai cũng gọi là đẹp luôn ý ạ. Những dòng như kem chống nắng nhà em mình đang rất là cháy hàng luôn. Thật sự là đẹp ơi là đẹp. Đấy, chị nào nhận được là gọi là cũng phê. Thế nên là các chị nào mà cảm thấy là hàng nhà em ok thì các chị mình chia sẻ để mời bạn bè của em với nhá. Đấy là bảo bôi kem thì là bạn các chị sẽ hỏi là mua kem bôi kem gì mà đẹp thế, da đẹp thế đúng không? Thế là các chị mời của em với. Hello chị Nguyễn Tâm nhá. Các chị mình chia sẻ cho em xin mỗi chị một hai lượt chia sẻ nhá. Mã áo của em đang mặc là 100 bao nhiêu nhỉ? 160.000 đồng. 160.000. Đấy. 160 ạ. Chân váy 160.000 đồng, rất là nhiều mã. Rất là nhiều mã các chị nhá. Các chị chia sẻ về trang cá nhân của các chị ấy, thì là không bị thất lạc với em đâu. Đấy. Các chị cứ bảo là sao lần này em không thấy like đúng không? Em live stream ở trên trang web mới. Thì các chị mình sang đây nhìn thấy em rồi thì tương tác với em ở cái trang web mới này các chị nhá. Đúng không ạ? Sao đông các chị thế mà không có chị nào chào em thế? Sao lại có vài chị em chào tất cả các chị rồi? Các chị mình chia sẻ để ủng hộ em với nhá. Mã chân váy em đang một à, đang mặc là chân váy một các chị nhá, 160.000 đồng. Đối với cái chân váy này ấy, thì rất là dễ mặc với tất cả các set đồ. Có nghĩa là các chị mặc với áo phông này, hoặc là áo sơ mi này, hoặc là những cái áo kiểu như em đang mặc cũng rất là ok. Đấy, 100 bao nhiêu nhỉ? 160.000. 60.000 đồng. Đấy, hôm nay mãi mới tìm thấy ạ. Vâng ạ, các chị chia sẻ về trang đi. Chị Hoàng Hà chia sẻ về trang ạ. Chị Cúc Phan xin chào ạ, chị Hà Nguyễn em xin chào. Chia sẻ về trang cá nhân của các chị lúc đỡ bị tìm em đỡ khó. Các chị nhá, mời bạn bè giúp em với. Con này rất là dễ mặc này, hai tay của nó à hai cái phần vai này nó sẽ kiểu như là co giãn. Nó co giãn chứ nó không bị kiểu như là tuột tuột như cái dòng mà không co giãn là rất là khó. Đấy, áo của em đang mặc là 160 nhá. Nó sẽ có tất cả bốn màu của mã áo em đang mặc, các chị comment ạ. Chân váy là 160.000. Cầm hộ em đi, chờ em tí ạ. Da mặt chị trứng cá có dùng được kem có ạ. Chị Kiếp Trần nhá. Có dùng được ạ. Chị Hương Cao Nguyễn em xin chào ạ. Mà áo em đang mặc sẽ là có 3 màu ở 4 màu. Các chị comment mã này là gì nhỉ? Áo điệu. Đấy, áo điệu và kèm màu cho em. Size 62 cân đổ lại em nhận đơn. 62 cân đổ lại lên màu đỏ cho em này, màu trắng này, màu vàng này, những cái tông màu sáng, có nghĩa là lên like nó bị sáng hơn một tông, các chị mình cứ trừ hao cho em nhá. Có nghĩa là ở đây các chị đang thấy đỏ rồi, nhưng mà ở ngoài nó không đỏ tươi như vậy đâu ạ. Đấy, nó không đỏ như thế. Các chị mình cứ yên tâm, kể cả vàng này, tông vàng này sáng nhưng mà nó kiểu như sáng đậm đẹp. Được không ạ? Và màu trắng đây. Các chị lên mã áo điệu là 160.000 đồng. Đấy, 160.000 đồng ạ. Đây, em sẽ cho chị Lý lên là màu 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 đỏ luôn đi chị. Đấy, màu đỏ ạ. Chị có da mặt có trứng cá, có mụn ạ, có nám, có tàn nhang, mình đều dùng được sản phẩm ạ. Em ước gì giàu tí nữa để hôm nào xem like của chị cũng được mua. Thì cứ mua hết đi, đồ chị vừa rẻ vừa đẹp. Đồ chị là vừa rẻ vừa đẹp. Cái chị có 1 triệu là mua nhà em bao nhiêu thứ rồi. Mua có 1 triệu mà mua ở nhà em là được bao nhiêu thứ rồi. Các chị comment mã hàng này là chân váy 1 này. Em đang mặc ạ. Là 160.000 đồng,
size tầm 40 đến 66 cân bao đẹp ạ. À. 40 đến 66. Các chị nhá, chân váy 160 ạ, à. 40 đến 66 cân em lan bao đẹp. Áo là từ 40 đến 62 cân, 63 cân bao đẹp ạ. À. Áo là 160.000 mà áo điệu và chân váy em đang mặc là chân váy 1 nhá. Các chị chốt đơn thì để lại đúng mã và cân nặng, đúng mã hàng và số điện thoại cho em nhé, em tư vấn ạ. À. Đấy các chị nhá. Cũng được ngắm mẫu. Ok, cảm ơn em. Đấy, cứ vào đây ngắm thoải mái. Các chị mình đẹp, các chị đẹp mình cứ vào đây ngắm em lan thoải mái luôn. Ủng hộ em với chị nhá. Mã này các chị lên cho em lan là mã áo điệu và kèm số điện thoại nhá. Chất co giãn ạ à, và hàng áo kiểu ạ. À. Trẻ mặc được và trung mặc được, dễ mặc ạ. À. Chun này, co giãn này, chất áo co giãn ạ. À. 160.000 đồng áo và chân váy là chân váy 1 160. Mã hàng kèm số điện thoại cho em. Áo điệu và kèm số điện thoại nhá. Đó, em sẽ qua mã rất là nhanh cho các chị đẹp nhà mình. Đấy, áo điệu và kèm màu đỏ ạ. Áo điệu màu vàng em vừa mặc xong rồi, màu đen, màu trắng, tất cả 4 tông màu. Mình mà chốt mẫu nào thì comment đúng mã cho em là áo điệu màu đen này, kèm với chân váy 1 ạ, màu đỏ này. Đấy, màu đỏ ạ, rất là dễ phối các chị nhá. Mặc như này đơn giản. Chân váy của nó là chân váy rồi, mình kết hợp rất là ok. Chị Thu Nguyễn ok, em chốt đơn ạ. À, ok ạ, chân váy 1 hộ em nhá, bó xôi à? Bó xôi. Chị Thu Nguyễn ok, em chốt đơn ạ. Váy canh mặc đằng sau, tẹo nữa em lên chị nhá. Tẹo nữa em lên ạ. Các chị mình chia sẻ về trang cá nhân giúp em nhá. Tí nữa em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ. Nếu mà chị nào có mà lượt chia sẻ mà lượt tương tác mà nhiều ấy ạ, em sẽ gửi quà để tặng các chị nhá, tri ân nhá. Chị bao nhiêu cân nhá? Chị bao nhiêu cân? Chị 50-51 cân. À rồi ok, Nguyễn Hải Yến nhá. Ok. Có rảnh háng không hả Yến ơi? Có quần đùi giả váy không? Có quần đùi giả váy. Có chị ạ. Chị một đời bình yên bao nhiêu cân ạ? Mình chốt đơn lên đúng mã hàng nhá. Chốt đơn cái gì các chị cứ để lại đúng mã và kèm số điện thoại. Mai nhân viên nhà em sẽ gọi điện để tư vấn size số cho các chị đẹp nhà mình vừa. Được không ạ? Chân váy 1 ạ. 160.000 đồng áo điệu và kèm màu đen. Áo điệu màu đỏ ạ. Áo điệu màu trắng ạ. Áo điệu màu vàng 160.000. Được không ạ? 160.000 đồng. Mình chốt đơn mình cứ lên đúng mã hàng nhé, em nhận đơn. Dạo này Lan dáng eo quá chuẩn ạ. À. À, em Lan uống hết gần, à ăn hết gần một hộp kẹo giảm cân rồi đấy. Đây, còn ở đâu? Còn có 2 viên nữa là hết rồi. Còn có 2 viên kẹo giảm cân nữa là hết một, hôm nay được 13 ngày rồi. Dáng em đẹp hơn rồi đúng không? Đấy, gần hết một hộp này là em giảm được, nói chung là gần 3 cân. Quần áo là nhỉnh được một size. Đấy, bụng thì rộng đi rồi tầm 4 phân. Em Lan ăn kẹo giảm cân nhá. Chị nào mà muốn eo thon hơn ấy, các chị dùng kẹo giảm cân cho em, dễ ăn mà an toàn và hiệu quả. Có 500 một liệu chị, một hộp như này có 15 viên, mình ăn 15 ngày xuống tầm 3 cân đấy. Chị nào muốn giảm nhiều hơn thì các chị mình ăn 2 hộp. Chị nào giảm ít hơn thì ăn một hộp như em thôi. Đấy, như em là mới có một hộp thôi đấy. Đấy, em giảm được gần 3 cân. Ba cân, giảm mỡ bụng nhiều. Giảm mỡ bụng nhiều. Đặc biệt là các chị mà có vòng 1 mà đã đẹp rồi, ăn giảm cân không bị bị như là vòng 1 nó nhỏ lại đâu. Đấy. Các chị nào mà sợ giảm cân mà xôi bé đi là không lo đâu nhá. Vì xôi vẫn còn nguyên luôn. Đấy, xôi còn nguyên, các chị sợ là gầy đi là xôi bé theo đúng không? An toàn và hiệu quả luôn ạ. À. Đấy, em sẽ qua một mã nữa cho các chị mình nhá. Dạ thôi. Tuyển chuyển mẫu này mình sang cái chân váy thì em sẽ sang cái mã áo gì nhỉ? Tại vì tối nay là các chị đang bị là không có nhân viên ấy chị. Mẫu kia cho em với. Mà trên kia còn một cái mã mới nhỉ. Đây. Ừ. Mã hàng kèm số điện thoại cho em nhá. Nữa không? Con đỏ đi. Hello các chị đẹp. Dạo này dáng heo đẹp quá rồi ạ. Các chị à, em mời các chị mãi, các chị có ấy đâu. Đấy chị ơi, cái còn nhiều, còn cái đỏ hết à. Em mời các chị mãi, các chị có nghe em đâu. Body kích trắng bôi da đen có bật tông chứ. Da đen mới phải bôi chứ, da vừa phải đô bôi chứ, da trắng rồi vẫn phải bôi. Chị à, Tòng Nhật ơi, kem kích trắng body thì bôi lại tất cả các da luôn. Ok ạ. À. Một đời bình yên ạ. À. Quần đùi giả váy ạ, à, ok. Có áo 400 chưa, em cũng không biết có còn hàng không nữa chị ơi. Bật tông chứ chị ơi, có bật tông rất là lên tông chứ. Lên tầm 4-5 tông sau cái da các chị. Các chị cứ thắc mắc là em với chị Lý Trắng đúng không? Bọn em đều phải bôi kem kích trắng hết đấy. Chân đây ạ, chân đùi là bôi kem kích trắng body.
Kem body này là 350 một chai nhá các chị đẹp nhá. 350.000 một kem cái trắng body. Bật cầm 4 nong tâm so với da của các chị. Bôi không vết dính và không bị lộ vân kem. Vừa dưỡng da và vừa chống nắng vừa bật tông. Comment cho em lan mã hàng là kem kích trắng body và kèm số điện thoại. Kem kích trắng và kèm số điện thoại nhá. Em sẽ lên một mã áo nữa cho các chị mình. Đây, mã này cũng rất là đẹp luôn. Comment mã hàng là 970 đi chị. 970. Con đấy là 62, 63 cân thoải mái đẹp. Lên mã này cho em là 970 các chị nhá. 190.000. Chân váy 1 luôn ạ. Và chân váy 1 160.000 các chị nhá. Mã áo em đang mặc là mã 970 hàng thun lưới hàng Quảng Châu cao cấp đấy ạ. Hai lớp nhá các chị nhá, hai lớp quá đẹp luôn. Mã áo của em đang mặc là 970 190.000 và chân váy 1 160.000 các chị nhá. Áo thì em chốt đơn cho các chị 62 63 cân đổ lại. Của mã 970. Hàng thun thun lưới cao cấp ấy, hàng Quảng Châu đẹp cực kỳ luôn các chị nhá, hai lớp. Bắn đá hết đấy ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Cao không chân nhá. Chị lên số điện thoại đi. Chưa sợ em ghi mấy chưa? Chắc chưa không? Các chị lên mã này cho em là 970 các chị nhá. 970 này ạ. 970. Hàng Quảng Châu. Đẹp cực kỳ luôn. Co giãn. Và chân váy 1 các chị mặc với cái chân váy 1 này quá hợp luôn này. Cái chân váy 1 này mặc kết hợp với áo nào cũng đẹp luôn. Một chân váy mà mặc với các kiểu áo rất là hợp luôn ạ. Mã 970 nhé các chị nhé. 970 và chân váy 1. Chân váy 1 của em 160.000. Cũng có size cho các chị từ 65 cân đổ lại. 65 cân đổ lại của chân váy 1. Này chị 972 xem. Đây ạ, nhiều mẫu đẹp lắm các chị ơi. Đấy. Body. Chị ơi, chị cứ mua hàng, chị nhận hàng, chị về chị bôi thử 10 ngày chị không cảm thấy đẹp, em cho các chị giả lại không thu một đồng tiền nào. Chứ còn mang đến mà test thử cũng giả lại luôn là em không thích. Em phải cho các chị mình trải nghiệm đấy nhá. Các chị nhá. Kem kích trắng nhà em mang đến hàng đến các chị mình yên tâm nhận hàng cho em Lan. Bởi vì mã này em bán 3 năm nay rồi. 3 năm nay rồi ạ. Không có chị nào phải chê gì cả. Các chị mình nhận hàng cho em cái, bởi vì nhà em lúc nào cũng livestream ở đây. Các chị bôi kem body hay là các chị mình bôi kem chống nắng mặt nhà em không đẹp ý, em cho các chị giả lại cứ dùng 10 ngày đi đã. Còn mang đến mà chưa dùng thì đã giả lại thì em không thích đâu. Đấy, các chị cứ dùng đi, không dùng được giả lại em thoải mái. Dùng 10 ngày, 15 ngày em cho các chị giả lại mỹ phẩm thoải mái luôn. Không phải lo gì luôn. Đấy, không phải lo gì luôn. Các chị nhá, kem kích trắng body 350.000 đồng một chai như này. Chứ đừng có phải là mang đến phải test thử cho em. Đấy, không phải lo gì luôn. Nhà em bán chưa có một chị nào gọi là phải chê cái kem nó không đẹp cả. Vừa trắng vừa mịn và vừa thơm, không bết dính mà không bị lộ vân kem. Em đã nói với các chị là bỏ tiền mua mỹ phẩm nhà em không mất tiền vứt đi. Có nghĩa là gì? Các chị dùng là đẹp. Còn không thích dùng nên em cho các chị giả lại. Đấy, chân váy 160.000 đồng chị Linh Nguyễn nhá. Chân váy của em Lan đang mặc là chân váy 1. Thứ nhất là nó dưỡng da, thứ hai nó chống nắng, thứ ba nó bật tông, không bết dính mà không bị lộ vân kem. Trắng mịn mà thơm. Đấy. Kem kích trắng body và kèm số điện thoại 350.000 đồng. 350.000 đồng ạ. Đấy, dùng được ạ, dưỡng da chứ chị ơi. Thứ nhất là dưỡng da, thứ hai là chống nắng, thứ ba nữa là nó trang điểm cho da của mình. Đấy, vừa dưỡng trắng và vừa bật tông luôn. Có 350.000 thôi ạ. Nhà em dám bảo hành các chị mình ok. Chị nào nhận được cũng sướng luôn ý. Những tất cả những khách hàng thân thiết nhà em, gần như là 10 chị có cả 10. 10 chị có cả 10, bởi vì cái sản phẩm nó rất là cần. Thứ nhất là mình mặc cái áo hở ấy ạ. Nó không bị gì nhỉ? Không da không lo là da nó không đều màu. Chân với tay với cổ, cổ bôi này, tay bôi này, chân đùi bôi, chun chân bôi như này. Đấy, mình mặc quần sóc, mình mặc chân váy đều ok hết. Được không ạ? Các chị muốn trắng đâu bôi đấy. Rất là gọi là mịn và đẹp luôn. Đấy, không phải lo đâu các chị đẹp nhá. Không mất tiền vứt đi đâu ạ. Lên cho em mã hàng là kem kích trắng body và kèm số điện thoại. Các chị check giá mạng cho em là 365.000 đồng.
Em bán livestream các chị là 350.000. Ok chưa ạ? Lên mã hàng là kem kích trắng body và kèm số điện thoại. Bôi không đẹp giả lại được, được không? Chứ không phải là test thử luôn ở đấy đâu. Các chị nhá, yên tâm mà em đang dùng đây ạ. Đây, em đang dùng nó là thực tế như vậy đấy ạ. Đấy. Em test thử cho các chị em nhà mình hết like nọ, like kia nhà em vẫn mời. Nghĩa là các chị nào mà mới các chị chưa yên tâm ấy thì cứ tự tin lên nhá các chị nhá. Đấy, em lên mã áo của em là 972. 972 là 180.000 đồng, hàng Quảng Châu. Size 65 cân thoải mái vừa đấy ạ. Shop em ở cây 23 đường Tuyên Quang, Hà Giang. Đây ạ, xẻ như này các chị nhá. Xẻ như này. Đấy, xe hơi xẻ vai và hàng thun lưới, hàng Quảng Châu đẹp. Co giãn 4 chiều. Mã này của em là mã 972 nhá. Áo 972 ạ. Em đang mặc là 970. Sơ vin cũng được và không sơ vin cũng được các chị nhá. Không cần sơ vin, các chị bỏ áo ra mà mặc với quần bò hay là mình mặc với quần vải đều ok hết. Đấy, và chất của nó co giãn hàng mà rất là dễ mặc. Đấy, và chân váy em đang mặc thì còn là comment là chân váy 1 ạ. Đấy, chân váy có kiểu khác em ít lắm chị ạ. Đấy. Nguyễn Hải Yến ấy có nhá, có nhá. Có nhìn thấy. Có nhìn thấy comment. Đẹp lắm luôn các chị này. Đẹp ơi là đẹp luôn. Mã này các chị comment của em đang là chân váy 1. Thực ra là cái chân váy thì nó có rất là nhiều. Nhưng mà cái chân váy này đầy đủ tiêu chí, có nghĩa là gì nhỉ? Vừa đẹp này, vừa dễ mặc đồ này, và vừa đủ size số cho các chị mình. Mặc cái gì cũng được, mặc phối với cái gì cũng được. Được em ơi, chuẩn. Kiếp Trần đây. Chưa dùng cái gì, em cứ dùng thử từ bên kem bên chị thoải mái. Từ kem dưỡng mặt đến kem body. Đấy, đều dùng ok hết. Kem mặt, kem body. Comment mã hàng này của em là áo 972 này, 180.000 đồng này. Size tầm 65 cân đổ lại, em lan bao đẹp này. Và chân váy em đang mặc thì các chị comment là chân váy 1 nhá. Dễ mặc đồ ạ. Đấy, và dáng áo của nó thì nó không bị dài quá đâu. Khi tí nữa em có bỏ áo ra cho các chị mình xem thì form nó rất là vừa tầm. Đấy, còn áo của chị Lý thì mình comment là mã bao nhiêu? 970 nhá. Đấy, 970 ạ. 970 ạ. Cổ của nó sẽ là cổ tim và chất co giãn. 970 các chị nhá. Comment cho em mã này là 970. 190.000 của mã 970. Hàng co giãn ạ, đẹp ạ. Hàng thun lưới co giãn nha, hai lớp các chị nha, hai lớp. Chân váy này dễ mặc lắm chị ạ. Da ở chân hàng công sở luôn đấy ạ. Ví dụ là các chị mình kéo khóa này, cái da là cái khóa nó sẽ là ở đằng sau, cái cạp của nó sẽ trở trơn như này, trang trí sẵn cái đai, mình rất là dễ phối đồ. Đấy, có chân váy ren ạ, có chân váy ren các chị mình nhá. Nhà em đang có chân váy ren hàng 200.000, bao đẹp luôn. Chân ren này thì rất là đẹp luôn rồi. Đấy. Các chị chia sẻ về trang cá nhân giúp em nhá. Đây ạ. Chân váy ren 200.000, màu đen này. Chân váy ren em đang có màu nâu này. Chân váy này 802 em có màu, chân váy 802 màu có màu kem. Màu sữa ấy ạ. Màu be ấy ạ. Đấy, và màu trắng, màu đen. Chân váy 802 là 200.000. Free size cho các chị mình từ 40 cân đến 65 cân, bao đẹp. Kem mặt ạ, em chốt đơn, để lại số điện thoại đi bạn Kiếp Trần ơi. Lên số điện thoại là kem chống nắng mặt và kèm số điện thoại. Mai nhà em sẽ gọi điện đến để tư vấn đơn cho các chị mình. Phượng Đào ơi, đẹp ơi là đẹp luôn nhá. Mã nào cũng đẹp. Các chị mình cho em xin mỗi chị một lượt chia sẻ nhá. Chia sẻ về trang cá nhân giúp em với ạ. Các chị mình chốt đơn thì cứ lên đúng mã hàng nhà em nhận đơn. Đấy. Đây là chân váy 802 nhé. Chân váy 802. Về ren vã 802. Đây chị lên áo này đi. Đấy. Em sẽ kết hợp một cái áo khác với một cái chân váy như này. Chị nào mà chưa có chân váy này nhà em thì các chị mình lấy đi. Rất là dễ mặc, đầy đủ size số mà các chị mình có béo ấy. Hay là các chị gầy nó không bị lộ khuyết điểm đâu ạ. Đấy, không bị lộ khuyết điểm, nghĩa là nó dài vừa tầm. Mà nó nhẹ nhàng, nó không quá bó. Bó quá thì sợ là mình kiểu như là ngại mặc bởi vì là nóng. Đấy, nhưng mà chân này của em rất là mềm, suông, dễ mặc. Chân váy các chị cứ comment là chân váy 1 và kèm số điện thoại nhà em lên đơn. Đấy, chân váy 1 và kèm số điện thoại ạ. Cái nào cũng phê luôn đấy chị ơi. Dễ mặc. Ok ạ, à, ok Kiếp Trần là chốt chống kem chống nắng mặt đúng không? Mai nhà em về đủ hàng giả nợ cho các chị đẹp nhà mình. Kem chống nắng mặt là 380.000 đồng. Đấy, vừa dưỡng da, vừa chống nắng, vừa trang điểm luôn cho da.
Đấy, cũng không biết rít và đảm bảo là không bị lộ vân kem. Không biết rít và không bị lộ vân kem luôn. A3. Đấy, áo này các chị mình chốt áo lên mã hàng A3 nhá cho em này. Đấy, sẽ có 3 màu, size tầm 62 63 cân đổ lại em bao đẹp. Em qua một mã A3 nữa cho nhanh nhá. Các chị lên mã này cho em là A3 nhá. Áo em đang mặc là mã A3, em có 3 màu. Rất là đẹp luôn, có 150 000 thôi. 150 000 mã áo lụa nhá. Áo lụa đẹp lắm luôn các chị nhá. A3. Cái phần nơ này kết liền luôn nhá các chị nhá. Mã A3. Các chị lên mã này cho em là áo A3. A3 em có màu trắng này. A3 em có màu xanh than và A3 em có màu hồng phấn. 150 000 nữa chị nhá, 150 000. Mã áo A3. Lên chốt đơn trên này à. Yến nó chốt sao đấy? À kìa. Các chị lên mã này cho em là A3 nhé. A3 đây ạ. Màu trắng, màu than và màu hồng phấn. Cái nơ này rất là yêu luôn này các chị. Seju mà chị Cúc Nguyễn à, ok chị. Chị gì nhỉ, chị Kiếp Trần ok này, chị Nguyệt Nguyễn Thị ok, em chốt đơn này chị Cúc Nguyễn ạ. Các chị mình chốt đơn cứ lên đúng mã hàng cho em nhận đơn nhá. Mã hàng kèm số điện thoại giúp em ạ. Và cho em xin mỗi chị mình một lượt chia sẻ về trang cá nhân ạ. Đấy, một hai lượt về trang cá nhân ủng hộ em nhá. Mỗi lần xem live làm vài cái chị ơi. Con này dễ mặc ơi là dễ mặc luôn ấy, chất nó nhẹ bẫng luôn ấy chị nhá. Đấy nhìn yêu ơi là yêu luôn, trẻ mặc được và trung mặc được. Mã áo này các chị comment cho em Lan là mã áo A3 và kèm số điện thoại. Áo A3, dáng áo crop top này, nó ngắn vừa tầm, khi các chị mặc quần không cần sơ vin cũng đẹp. Đấy, còn các chị mình mặc váy thì các chị cứ sơ vin vào. Em Lan sẽ có 3 màu như thế này. Đấy, em đang mặc là màu hồng phấn ạ. Chị Lý mặc là màu trắng ạ. Và màu gì nhỉ, màu xanh than. Comment mã áo cho em Lan là áo A3 và kèm cân nặng của các chị, kèm số điện thoại. Nhân viên nhà em gọi điện để tư vấn nha, các chị mình size số vừa. Chất nó là lụa, hàng lụa mát. Đấy, rất là mát luôn, mềm ạ, co giãn ạ. Đấy, bao sướng luôn đấy ạ, không phải bao đẹp nữa đâu. Bao đẹp và bao cả sướng nữa. Chân váy này các chị thấy không ạ, nó rất là thần thánh luôn. Em vối rất là nhiều đồ, rất là đẹp luôn. Áo thì rất là nhẹ, chân váy cũng rất là mát luôn. Đấy, comment cho em Lan là mã áo A3 kèm màu trắng này. A3 em có màu hồng này, A3 có màu xanh than này. Và chân váy của em Lan là chân váy 1 ạ. Áo là 150.000 đồng. Đấy, và chân váy là 160 ạ. Chất thì em bao đẹp luôn các chị mình nhá. Rất là mát và nhẹ, không nhăn và không nhào ạ. Form áo đây, nghĩa là nó vừa tầm, nó rất là dễ, mặc nó rất là nhẹ. Đấy. Comment cho em là áo A3 và kèm cân nặng, kèm số điện thoại. Hoặc là áo A3 và kèm số điện thoại. Mai nhà em gọi điện chốt đơn mình bao nhiêu cân thì các bạn sẽ tư vấn size số cho các chị đẹp nhà mình vừa. Chân váy là 66 cân đổ lại, 40-66 cân. Áo là từ 40-63 cân. Đấy, mã hàng là áo A3 và chân váy 1 ạ. Comment đúng mã giúp em nhé các chị nhá. Vâng ạ, ok ạ, nhìn cho thích mắt thôi đúng không? Các chị chia sẻ like giúp em với nhá. Cho em xin mỗi chị mình một lượt chia sẻ và chấm vào bài giúp em với ạ. Em đang mặc là màu hồng ạ. Một bộ váy trắng ạ. Váy trắng là gì ạ chị ơi? Chị ơi, chị lên đúng mã cho em đi, chị hoa quả nào. Các chị mình chốt đơn lên đúng mã nhá. Nhà em phải nhận đơn đúng mã em mới nhận được đơn ạ, kể cả số điện thoại phải chuẩn ạ. Thứ nhất là em đang mặc trên người là áo A3 và kèm màu hồng. Hoặc là chị lấy A3 màu trắng, hoặc là A3 màu xanh than. Hoặc là chân váy 1 thì mình comment đúng mã giúp em. Áo A3 cộng chân váy 1 cộng số điện thoại ạ. Chị lên áo cách tân nhé, chưa lên được cách tân đâu các chị ơi. Lại mờ thế á chị. Chân váy chị gì nhỉ? Ok ạ. Chị Hải Đường ạ, ok. Chị Hà Trần ạ. Chân váy 1 ạ, 160 các chị nhá. Hàng von lụa 2 lớp ạ. Dễ phối đồ lắm. Các chị mình ví dụ như là về các chị phối đồ của các chị ok. Đấy. Em Lan bao đẹp luôn. Rất là dễ luôn. Cái nơ này nó đính sẵn đây cho mình rồi. Lúc nào mặc nó cũng cố định như này. Rất là mềm, đặt không bị xô. Chất thì hàng lụa rất là mềm luôn. Không bao giờ nhăn. Đấy, tay nó nhún này. Đấy. Trang trí vừa dễ mặc. Trẻ mặc được và trung mặc được mã này. Các chị comment cho em Lan là áo A3 và kèm số điện thoại. Chân váy là chân váy 1 ạ. Áo A3 là 150.000 đồng. Đấy, 150.000 đồng. Và chân váy 1 160 ạ. Váy xòe đang mặc 160.000 ạ. À, em còn sơ mi kẻ khuy tròn, em còn hàng nhá. Hải Yến ơi, có ấy được đơn không?
Hải Yến ơi, có ngồi đấy không đây em? Lên mã hàng kèm số điện thoại giúp em nhé. Cho em xin mỗi chị mình một lượt chia sẻ với ạ. Đẹp lắm. Cái chân váy này dễ phối đồ ơi là dễ luôn. Đấy, A3 màu trắng và A3 màu hồng và A3 xanh than. Được không ạ? Mình chốt đơn mình cứ lên đúng mã hàng nhà em nhận đơn. Em qua không đúng mã mã em không nhận được cái gì nhỉ? Không đúng mã thì em không chốt được đơn đâu các chị nhá. Mai lại mất công ngồi xem live mà hỏi là chốt cái gì đấy và chị không nhớ là rất là mất việc đấy ạ. Đấy, chốt cái gì thì mình để lại mã. Ví dụ như em con này con đang là A3 của màu áo, A3 của màu hồng. Cho chị con A3 và con chân váy A1. Đấy, chân này thì rất là dễ rồi. Chân váy 1. Đấy, chân váy 1 160. Dáng của nó dài lỡ lỡ gọi là qua đầu gối, giữa bắp chân, mặt nó rất là mềm. Con áo nhẹ bẫng luôn. Rất là nhẹ luôn. Áo A3 nhá các chị nhá. Áo A3 150.000 và chân váy là 160 ạ. Comment đúng mã mà hàng mà kèm số điện thoại ạ. Dáng áo đây các chị này. Mình có bỏ ra như này ok này. Đây ạ. Em sẽ bỏ ra các chị đẹp xem. 150.000 đồng. Đây. Form áo không sơ vin này ạ. Mình không cần sơ vin nó cũng đẹp và nó dễ mặc kể cả khi các chị phối với quần. Đấy, các chị phối với quần nó cũng rất là dễ. Đấy các chị nhá. Phối với quần rất là dễ luôn. Chân váy thì các chị comment hộ em đang là chân váy 1 nhá. Đấy, chân váy 1 ạ. Đây các chị lên mã này trên là A3 màu xanh than đấy các chị nhá. Màu xanh than này ạ. Rất là đẹp luôn. Chị Vũ Vũ Thơm em xin chào ạ. Các chị mình chia sẻ cho em xin mỗi chị 1-2 lượt chia sẻ nhá. Chấm vào bài để mời bạn bè hộ em với nhá. Chị lên mã này cho em là áo A3 các chị nhá. A3 150.000 em có màu xanh than, màu hồng và màu trắng các chị nhá. Và chân váy 1. Chân váy 1 của em 160.000, em cũng chốt đơn cho các chị 65 cân đổ lại. Của mã chân váy 1 này các chị này. Chân váy 1, hàng von hai lớp nhá các chị nhá. Rất là đẹp luôn. Mà kết hợp với áo nào cũng đẹp luôn ạ. Mã chân váy 1 này. A3 màu xanh than, cổ nơ gắn liền luôn nhá các chị nhá, rất là đẹp luôn nhá. Áo kẻ sơ mi khuy tròn màu nâu ơi chị Hồng Luyến à. Rồi ok, okay chị ơi. Nhá. Chưa một lần sai sót rồi, không lỗi kỹ thuật vậy rồi. Đây ạ, dáng này các chị lên với quần đẹp lắm. Gửi cho váy màu canh đang mặc là như nào chị ơi. Tí nữa nhà em lên mã đấy hoặc các chị chốt đúng mã cho em nhá. Cái kẻ canh đang mặc là em không biết mã nào luôn. Ở đấy có mấy con canh liền. Đây các chị ơi, lên với quần này cho em bao xinh này. Đấy, em đang sẽ lên với quần, lấy quần đen lên với áo kẻ cho em nhá. Đẹp lắm luôn. Lên với quần, các chị chốt mã quần này comment cho em Lan là quần vải ba cúc cạnh. Đây ạ, rất là ôm bụng luôn này, lên form này, dễ mặc đồ. Đấy, em đang sơ vin, các chị công sở mặc như này vừa đẹp vừa đứng đắn ạ. Lên mã quần vải ạ, em sẽ có size từ 40 đến 65-66 cho các chị đẹp. 40 65-66 comment cho em Lan mã quần vải ba cúc cạnh. Đẹp lắm, đứng đắn như này. Quần ạ, size từ 40 ạ. Và đến bao nhiêu nhỉ? 66 cân em chốt đơn quần vải ba cúc ạ. Quần vải ba cúc cạnh em đang mặc trên người sẽ là có màu em đang mặc là màu xanh than. Em đang có cả màu đen nữa. Màu đen và màu xanh than. Đây ạ, vẫn có khóa bình thường. Vẫn ba cúc cài ở đây ạ. Có lên cách tân không em á? Tí nữa em xem đã chị nhá. Tí nữa em lên em chạy váy tí đã. Đây ạ, có cúc ở giữa này. Có khóa cho ở đây ạ. Và các chị mình cài sang đây. Rồi, ok ạ. Chất đẹp quá chị ạ. À, Nguyễn Dương cảm ơn nhá. Em cảm ơn tất cả các chị. Đây ạ. Đây ạ, form quần công sở. Các chị comment cho em Lan mã này là quần vải ba cúc cạnh và kèm với số điện thoại. Mai lấy màu nào thì báo nhà em màu đấy. Quần thì có co giãn và bao form bao chất cho các chị mình đẹp. 40 đến 66 cân đều có quần vừa. Đấy, màu đen này. Và cái màu xanh than là cái màu rất là dễ phối đồ. Mình mặc với chân váy hoặc là mình được các chị mình áo sơ mi mình mặc với quần vải như này cũng rất là ok. Bộ đùi sát nách đấy chất rất là đẹp luôn mà giá tiền hợp lý. Đấy, VIP 7 lúc trưa 390 à rồi ok. Chốt VIP 7. VIP 7 là 390.000 bán tặng cho mình lúc trưa đúng không? VIP 7 là 390.000 đồng. Nhìn để tóc này cứ hiền hiền ấy nhỉ, xong lại cộng với cả cái tóc mái nữa. Các chị mình chia sẻ like giúp em với nhá. Comment mã hàng này cho em là quần vải ba cúc ạ. Đây ạ, chị Lý mặc lên quần đen. Yêu ơi là yêu luôn.
Đấy, cho các chị cho em xin mỗi chị một hai lượt chia sẻ nhá. Chấm vào bài và tương tác với em để các chị em mình nhìn thấy nhau dễ hơn nhá. Đây ạ. Quần vải chị Lý đang mặc là màu màu đen. Màu đen. Màu đen, em đang mặc là màu xanh than. Đấy, màu xanh than. Dễ mặc lắm chị ạ. Lên đúng mã cho em với các chị nhá. Comment đúng mã cho nhà em nhận đơn. Các chị lên mã này cho em là áo kẻ các chị nhá. Áo kẻ 180.000. Áo kẻ chất rất là đẹp luôn và co giãn các chị nhá. Em có 3 màu. 3 màu của mã áo kẻ đấy ạ. Màu vàng này, màu đỏ và màu da nhé. Của mã áo kẻ em đang mặc với quần 3 cúc cạnh đấy ạ. 40-59. Có size cho các chị áo kẻ này từ 40 cân đến 59 cân. Mà áo kẻ này rất là đẹp luôn các chị này. Áo kẻ Burberry giãn. Kẻ Burberry. Kẻ Burberry co giãn. Mặc thích lắm các chị ạ. Các chị lên mã này cho em là áo kẻ. Và kèm với màu giúp em nhé. Em có 3 màu. Em có màu đỏ này, màu vàng và màu da nhé. 180.000 thôi ạ. Đây, kẻ đỏ này cũng đẹp. 180.000. Và quần 3 cúc cạnh nhé các chị nhá. Quần 3 cúc cạnh 280.000 mã quần 3 cúc cạnh. Em có size cho các chị 65 cân đổ lại. 65 cân đổ lại. Của mã quần 3 cúc cạnh ạ. Mặc rất là đứng quần luôn. Đẹp lắm các chị nhá. Quần các chị mặc công sở quá đẹp luôn. Áo sơ mi. Quần nhà em bán á. Cái form quần này nhà em bán mấy năm nay rồi. Thực ra là mấy năm nay rồi không có chị đẹp nào chê luôn. Form quần nó đẹp lắm, chất quần ok. Đấy, đây ạ, em lên form quần với áo sơ mi. Áo sơ mi kẻ này thì em sẽ có 3 màu. Các chị lên cho em con kẻ này thì comment của em là áo kẻ. Áo kẻ ạ, chất nó là hàng co giãn các chị nhá và mát ạ. Đấy, 180.000 đồng, size tầm 40-59 cân bao đẹp. Và quần vải 3 cúc cạnh của em. Quần vải 3 cúc là 280.000. Áo kẻ là 180 ạ. Quần này mặc thích lắm. À, đang tìm lấy thêm con nữa. Đẹp lắm, quần này mặc thích chị nhỉ. Thực ra nó đứng quần. Đấy, nó đứng quần mà chất nó co giãn sướng. Đấy. Ba màu nhé. Trưa nay gọi gì bạn chị đặt á hay là nào? Chị Ảo Bùi. Ừ. Đẹp quá luôn đấy các chị này. Comment cho em mã này là áo kẻ này. Và gì nhỉ, kèm áo kẻ và kèm số điện thoại. Hoặc là các chị lấy quần 3 cúc cạnh. Comment cho em đang là quần vải 3 cúc cạnh nhá. Chị Lý đang mặc là quần vải 3 cúc màu đen. Em đang mặc là quần vải 3 cúc màu màu xanh than. Nó sẽ có màu bò như này nữa và màu xanh cổ vịt. Đấy. Màu xanh cổ vịt và màu ghi của mã quần vải 3 cúc cạnh. 40-66 cân. Lên bộ đùi sắt nách ok em cho đơn tí nữa chị nhá. Đấy. Đặt hai áo sao không thấy là nào chưa đến nơi à hay chị hay là hết hay à hay là các bạn sót đơn của chị rồi. Chị Hảo Bùi, để mai em kiểm tra xem hai áo này đã gửi chưa nhá. Các chị này, quần vải 3 cúc em sẽ có màu này là màu bò này. Đấy, màu bò này cũng xinh lắm. Quần vải 3 cúc em có màu này là màu ghi này. Quần vải 3 cúc em sẽ có màu này là màu xanh cổ vịt. Đấy, màu xanh cổ vịt các chị nhá. Các chị mình lấy quần nào thì comment quần đấy. Màu đấy, size từ 40-66. Đấy, 40-66 cân bao đẹp. Áo này rất là đẹp luôn, form áo vừa tầm. Comment của em đang là áo kẻ. Áo kẻ 160 ạ. 160.000. Các chị chốt đơn thì lên mã quần quần 3 cúc rõ ràng của em nhé. Quần 3 cúc cạnh ạ. Bao nhiêu cân thì em sẽ tư vấn size số cho các chị mình vừa. Đấy, bao nhiêu cân thì em sẽ tư vấn size số vừa nhé. Lên bộ thì chờ em tẹo đi chị ơi. Các chị lên mã này cho em là áo kẻ các chị nhá. Áo kẻ em có 3 màu này. Màu vàng em đang mặc và màu màu đỏ này. Và màu da các chị nhá. 180.000 thôi ạ. 180.000 mà áo cho kẻ. Cho chị áo em đang mặc ạ. À. Lên đúng mã áo kẻ cho em và kèm số điện thoại đi chị ơi. Đấy, áo kẻ chất này của em là chất mềm nhá. Mềm và co giãn nhẹ chứ nó không phải là cái chất cứng nóng. Không phải là chất thô cứng nóng ạ. À. Đấy, con này lên đẹp cực kỳ luôn. Đấy, chị Lý lên thử màu màu đỏ này cho các chị xem. Nó rất là xinh luôn, nó nhẹ nhàng.
Đấy, chất nó mềm. Và ví dụ như các chị đẹp nhà mình có không sơ vin ấy, lên form nó dễ lắm. Bởi vì cái dáng áo của nó là đuôi tôm vắt nhẹ. Đấy, và vạt gọi là nhẹ nhẹ thôi. Chị Mùi lên cho em xin số điện thoại này và đúng mã hàng là áo kẻ và kèm số điện thoại đi ạ. Quần 3 cúc ạ, đây em sẽ bỏ ra các chị mình sơ vin. Đấy, không sơ vin lên xem cũng có rất là dễ này. Đấy, các chị muốn đứng đắn hơn, các chị mặc những dòng sơ mi này. Hoặc là quần vải này, mình đi đến công việc nào cần đứng đắn đàng hoàng hơn ý. À, mình sẽ mặc quần vải được, không phải là váy lúc nào cũng mặc được đúng không ạ? Và riêng công sở thì các chị rất là cần quần. Đấy, rất là cần quần luôn. Mặc quần nhà em thì bao sướng cho các chị luôn. Rất là đứng các chị nhá. Mã hàng comment của em đang là áo kẻ và kèm số điện thoại và kèm gì nhỉ? Kèm màu. Màu giúp em nhá. Số điện thoại, thứ nhất là mã hàng chuẩn và số điện thoại chuẩn. Chị Mùi Thúy ok. Kẻ màu da em Lan đang mặc cả ok ạ. Và lấy quần luôn. Quần rất dễ phối với áo sơ mi. Dễ phối với áo sơ mi. Đây, yêu ơi là yêu luôn. Đấy, cái kẻ đỏ của chị Lý mặc ạ. Nhẹ nhàng ạ. Đấy, và cái chất đặc biệt là các chị mình lưu ý là cái chất này nó rất là mát nhá. Nó không phải là cái chất nóng đâu nhá. Đấy, nó giãn mà. Hàng co giãn hàng đẹp luôn. Quần 280 chị Viên Hoàng ơi. Quần vải chuyên hàng công sở của nhà em bán 3 năm nay chưa có chị đẹp nào chê. Đấy, quần vải 3 cúc của nhà em 3 năm nay rồi, chưa có chị đẹp nào phải chê luôn. Đấy. Mã hàng và kèm số điện thoại chuẩn giúp em nhá. Mã hàng kèm số điện thoại ạ. Mã này mặc sẵn không nhăn. Không nhăn ạ, chất đẹp lắm luôn đấy chị ạ, mềm lắm, mát lắm. Các chị lên mã này cho em là áo kẻ các chị nhá, áo kẻ 180.000 màu đỏ em đang mặc anh chị nhá. Màu đỏ này, màu da và màu vàng nhá. 180.000. Và quần 3 cúc cạnh 280.000 chị ơi, chị Vân Hoàng ơi 280.000 nhá. Quần 3 cúc cạnh em đang mặc là mã. Các chị cứ lên đúng mã cho là quần 3 cúc cạnh. 280.000 em có size cho các chị 65 cân đổ lại. 65 cân đổ lại của mã quần 3 cúc cạnh. Còn áo em cho đơn cho các chị từ 40 cân đến 59 cân nhá. 40 cân đến 59 cân của mã áo kẻ này ạ. Áo kẻ đấy chị nhá. Các chị ơi cho em xin mỗi chị 1-2 lượt chia sẻ và chấm vào bài giúp em với ạ. Áo kẻ này chất rất là đẹp luôn các chị nhá. Đây ạ. Em sẽ lên một mã áo nữa là áo lụa. Mặc chân váy ren đi em à, ok. Tí nữa em sẽ lên một cái mã là mặc với chân váy ren thì các chị phải lên đúng set của nó mới ok. Tẹo nữa em sẽ lên nhá các chị nhá. Mã này các chị comment cho em là áo lừa gì nhở. Mã này là mã A1. Áo A1 cho em. Con này em nhận đơn đến 62 cân bao đẹp. Đấy, chất lụa nhung đẹp. Chất lụa nhung ạ, à, cổ tim như này. 180.000 đồng. 180.000 đồng. Chốt đơn lên đúng mã hàng cho em, con này nó sẽ là màu đồng. Lên like thì nó hơi đậm hơn, nó gần như gọi là màu cam ấy. Nhưng ở ngoài nó là màu đồng ấy các chị nhá. Màu đồng. Quần vải đây em phối với quần vải ạ. Các chị mặc như này cũng được, các chị mặc với chân váy cũng rất là xinh. Đấy, mặc chân váy cũng rất là xinh. Mã hàng cho em là áo A1. Áo A1 và kèm kèm gì nhỉ? Số điện thoại các chị. 40 đến tơ cân đến tầm khoảng 62, 63 cân em bao đẹp. Áo là 180. Sẽ có màu này với lại màu màu trắng này. Áo A1 em sẽ có màu đồng này. Áo A1 em đang có màu trắng ạ. 180.000 đồng một áo nhá. Size tầm 63 cân đổ lại em nhận đơn. Các mình chốt đơn thì lên đúng mã nhá. Áo A1 ạ. Em sẽ có màu vàng, màu đồng. Áo A1 em có màu gì nhỉ? Màu xanh than. Và áo A1 em có màu trắng ạ. Chất nó là chất lụa nhung. Đấy, chất lụa nhung rất là mát luôn. Chất là mát luôn ạ, à, mềm và mát. 180.000 đồng một áo. Đấy, 180.000 đồng một áo ạ. Mã hàng là áo A1 các chị nhá. Em đang mặc với quần vải ạ. Sơ vin lên như này nó rất là đứng gọi là đứng form ấy. Đấy, còn các chị không sơ vin các bọn chị bỏ buông ra ngoài nó cũng rất là vừa. Đấy, em sẽ có áo A1 màu đồng này, áo A1 em đang có màu trắng này và màu xanh than ạ. Các chị mình cho em xin mỗi chị 1-2 lượt chia sẻ về trang cá nhân giúp em nhá. Đấy, tương tác rất là kém luôn ấy. Sang trang page mới này cũng đang vắng dần ấy.
Rất là vắng bởi vì rất là nhiều khách quen ấy, khách cũ của em, các chị không nhìn em ở đâu luôn. Đấy, comment cho em Lan mã hàng áo A1 và kèm với màu. Màu đồng em đang mặc ạ, và màu xanh than ạ. Màu trắng đây nhá, em mặc hai màu thôi. Còn đâu em dơ màu, form áo thì nó vừa như này. Đấy, mềm và mát ạ. Áo A1 180 và quần 3 cúc là 1280 ạ. Đây em sẽ bỏ ra form áo như này cho các chị mình xem. Không cần sơ vin, chất này nó là lụa nhung ấy, rất là mát. Rất là đẹp luôn. Đấy, mặc quần đứng quần đẹp lắm. Kể cả các chị mình sơ vin với chân váy cũng yêu. Sơ vin với chân váy cũng rất là yêu luôn. Đấy, áo A1 kèm số điện thoại. A1, số điện thoại mai lấy màu gì và các chị mình bao nhiêu cân thì nhân viên nhà em sẽ tư vấn cho các chị mình vừa. Tay của nó là lỡ như này các chị này. Đấy, tay lỡ ạ. Đấy, tẹo nữa thôi thì em sẽ sang váy bây giờ. Đấy, tẹo nữa em sẽ sang váy nhá các chị nhá. Chốt đơn mình lên đúng mã hàng cho em nhá. Váy ren thì phải chờ em tầm 10 phút nữa em hết mã đã. Yến Nhi ạ, chị Phạm Anh em xin chào ạ. Các chị mình cho em xin mỗi chị một lượt like, lượt chia sẻ lên với ạ. View tối còn kém hơn cả view trưa đấy. Buồn đấy nhở. Các chị mình đâu hết rồi. Chị Lan toàn quần áo đẹp à? Lên đồ body, chân váy body hay là cái gì à? Áo váy body ạ. Chờ em một tí nhá các chị nhá. Chờ em một tẹo, cần mặc cái gì thì các chị mình cứ từ từ. Đấy, theo nhà em là em phục vụ các chị hết mình luôn. À, lên đồ bộ đi shop à? Ok chị. Lên đồ bộ nốt một hai mã nữa. Tại vì là đa tiện quần em phải mặc luôn. Đấy, tiện quần thì em sẽ mặc luôn. Đấy, chị Lý mặc áo A2. Áo A2 đấy ạ. Em sẽ lên một mã A2 đi các chị nhá. Áo A2 đấy ạ. A2 em có màu đồng và màu xanh than. Cái mã này có cổ nơ các chị nhá. Cũng chất lụa như áo A1 ấy, nhưng mà cái kiểu cách khác. Rất là đẹp luôn, có 180.000 ạ. 180.000 mã áo A2 ạ. A2. Đây là cổ nơ đính ngọc trai các chị nhé. Của mã A2 và mặc được kết hợp với quần ba cúc cạnh rất là đẹp luôn. Quần ba cúc cạnh 280.000. Đây, các chị lên mã áo này cho em A2. Các chị sơ vi cũng đẹp mà thả buông ra cũng đẹp. Mã áo A2 giúp em nhé. 180.000 thôi ạ. Hai màu, màu đồng và màu xanh than các chị nhé. Quay. Đây ạ. Đây màu than, cái cổ của nó sẽ như này. Cổ nơ đính ngọc trai. Đấy. Cổ như này ạ. Rất là xinh luôn, dễ mặc lắm ạ. Các chị mình mặc với chân váy này, hoặc là các chị mặc áo này với quần vải như này. Cho em hai màu con áo A2 nhá, 180.000 đồng. Size tầm 63 cân đổ lại em nhận đơn 40-63 cân. Đấy, 40-63 cân lên mã hàng cho em là áo A2 và kèm màu, kèm cân nặng của các chị và kèm số điện thoại. Em đang mặc là sơ vin và em sẽ thả buông như này cho các chị mình nhìn này. Đấy, nếu quần thì các chị mình cứ thả như này cho em cũng đẹp. Còn nếu mà các chị mình mặc với chân váy thì bắt buộc là phải sơ vin đóng thùng vào thì nó sẽ gọn hơn. Đấy, dáng của nó vừa, không bị dài quá. Đấy, vừa vừa tầm ngang mông nhá. Các chị comment cho em Lan mã hàng là áo A2. Áo A2 180.000 đồng. Đấy, 180.000 đồng ạ. Chị nào vừa nãy bảo em là váy ren ấy nhở. Váy ren thì chờ em một teo. Các chị nào bảo lên bộ, chị lên mã này. Mã này cho em với này. Lên mã này cho xinh. Các chị nhìn rõ cho em mã A2 để em qua mã nhé. Em qua mã bộ thể thao các chị nhé. Bộ đùi nhé. A2 đấy ạ. A2 màu đồng nhé. Màu đồng bây giờ em qua mã bộ đùi cho các chị xem nhé. Các chị mình chốt đơn thì cứ lên đúng mã hàng cho nhà em, không phải lo gì cả. Tất cả các mã nào nhà em cũng bao đẹp cho các chị mình luôn. Đấy, bao đẹp, bao sướng cho các chị luôn ấy ạ. Đấy, như con áo này có hơn 100.000. Chất của nó rất là mát luôn. Nếu các chị đi may cũng rơi về tầm 300 nghìn. Đấy, 200 mấy 300.
Màng này em bao thì form chất chuẩn luôn. Dạ. Comment mã hàng cho em là áo A2 và kèm với màu xanh than em đang mặc là 180.000 đồng. Quần vải ba cúc cạnh là 280.000 đồng ạ. Đấy. Đang nhìn thấy buổi tối các chị đi đâu hết, đi đánh bóng trời mưa hay sao, đi đâu rồi mà vắng thế. Đi đâu mà vắng thế. Các chị lên mã này cho em là bộ đùi các chị nhá. Đây chị nào hỏi bộ đùi đấy. Bộ đùi đấy ạ. Bộ đùi em có 4 màu, màu nào cũng đẹp luôn ạ. Bộ đùi nhá, 160.000 thôi các chị nhá. Chất rất là đẹp luôn. Đẹp cả form lẫn chất luôn ạ. Mã này mặc đi đánh bóng này, chơi cầu lông này. Rất là đẹp luôn. Rơi vào mặc màu ở nhà chị cũng được, rất là đẹp. Mã bộ đùi nhá. Bộ đùi em có 4 màu. Màu xanh, màu đỏ, màu đen và màu vàng các chị nhá. Của mã bộ đùi. Đây ạ. Bộ đùi 160.000 nữa các chị nhá, 160.000. Của mã bộ đùi đấy ạ. Mát dã man luôn đấy nhở, mặc sang những cái bộ này nó dễ chịu dã man. Đặt hàng 5 ngày rồi mà sao chưa có, là nào chị ơi, là khả năng là gì nhở? Nhà em bị hết hàng ấy, xong em sẽ gửi chậm cho các chị mình 1 hôm đến 2 hôm. Đấy cho nên là nó hơi chậm hơn thì các chị mình chờ hộ em nhá. Đấy chờ hộ em với. Đúng không ạ? Còn tất cả các đơn hàng nhà em đã nợ các chị là em giả hàng nhở, qua là về như kiểu là nó bù màu. Đấy ví dụ như hôm nay lại về được xanh, mai lại kiểu như là về được vàng với đỏ ấy. Thì thành ra bị thiếu. Nhưng mà tất cả các đơn của các chị là em đã trả hết rồi. Uầy, các chị ơi mặc cái này mát mà rất là thoải mái luôn. Đấy, mã hàng cho em là các chị comment hộ em đang là bộ đùi và kèm số điện thoại. Mai các chị mình lấy màu nào thì comment màu đấy. Mai bảo là cho chị bộ đùi màu xanh, cho chị bộ đùi màu vàng với lại màu đen hoặc là màu đỏ. Đấy, tất cả là 4 màu ạ. Mã này của em chốt đơn cho các chị mình tầm 65 cân đổ lại. 65 cân đổ lại em lan bao đẹp, 160.000 đồng. Lên mã hàng ạ, chất mát lắm chị ơi. Mát và co giãn và hàng có size nhá. 65 cân đổ lại em nhận đơn. Đấy, đi đánh bóng này, chơi thể thao ấy ạ. Đấy, cầu lông hoặc bóng chuyền hoặc là mình mặc ở nhà nó rất là mát và tiện những bộ đùi như này. Quần có túi các chị mình nhá và áo ba lỗ ạ, chất mát ạ. Pha phối những tông viền như này cho các chị mình rất là trẻ trung. Dễ mặc. Đấy, chị nào nhận được bộ này nhà em thì biết rồi, chất rất là mát luôn. Comment cho em Lan mã bộ đùi và kèm với màu. Bộ đùi và em Lan có màu xanh ạ, bộ đùi em có màu đỏ ạ. Váy canh mặc chờ em một tí nhá. Các chị mình chốt đơn thì nhớ là lên đúng mã hàng kèm số điện thoại ạ. Em đang tiện giày. Em đang tiện đôi giày ấy, em sẽ mặc đi giày luôn và mặc bộ này cho các chị mình nhìn thôi. Còn chính ra là kiểu như là phải đi giày thấp này hoặc là đi giày thể thao lên mới đẹp. Đấy, đúng không ạ? Đi giày thể thao lên mới đẹp được. Lên cho em mã Lan, mã là bộ đùi và kèm số điện thoại ạ. 160.000 đồng. 160.000 đồng. Mã bộ đùi các chị nhá, em đang có màu xanh đây ạ, màu vàng ạ, màu đen và màu đỏ. Đấy, em sẽ lên đủ các màu cho các chị em nhà mình. Mai các chị lấy màu nào các chị báo nhà em. Bộ đùi và kèm số điện thoại em sẽ qua màu luôn nhá. Để chạy mã luôn đi chị ạ. Cho nhanh. Đấy, rất là nhanh thôi ạ. Các chị mình chốt đơn để lại đúng mã hàng và kèm số điện thoại. 65 cân đổ lại em nhận đơn. 65 cân đổ lại em nhận đơn. Mã bộ đùi và kèm số điện thoại không phải lo gì đến chất luôn nhá. Em Lan bao đẹp và luôn. Đấy, và đặc biệt nó rất là mát chứ chất của nó không hề nóng một tẹo nào. Nhá. Đấy. Đẹp ơi là đẹp luôn. 160 ạ. Bộ đùi kèm số điện thoại cho em. Mai lấy màu nào các chị mình bảo nhân viên nhỉ em. Các chị nào tiện đơn các chị có lấy kem kích trắng body nhá. Ngày hè này mình có mặc ở mặc váy này hoặc các chị mặc những bộ đùi thể thao ấy, mình chơi cầu lông chơi bóng ấy thì mình bôi kem kích trắng vào nó sẽ trắng hơn, nó sẽ chống nắng cho các chị em nhà mình được. Đấy. Comment cho em Lan mã bộ đùi và kèm màu đen này. Bộ đùi và màu xanh này, màu đỏ ạ, 160.000 đồng. Đấy, 65 cân ạ, 65 cân đổ lại em Lan bao đẹp. Mã hàng là bộ đùi và kèm số điện thoại nhá. Bộ đùi kèm số điện thoại 3 màu. 4 màu. À 4 màu ạ. Chất co giãn và mát ạ. Đấy, bao đẹp và bao sướng luôn. 160 nhá.
Đấy, đi dép đi đi dép cao để đi dép cao mà mặc bộ quần áo đùi này luôn ấy. Bộ lý mặc đẹp ạ. À. 65 cân đổ lại bao đẹp nhé chị ơi. 65 cân đổ lại bao đẹp luôn. Các chị mình cho em xin mỗi chị một hai lượt chia sẻ nhá. Lên đúng mã hàng nhé em nhận đơn ạ. À. Mã hàng và số điện thoại chuẩn. Đấy, bộ đùi và kèm với số điện thoại. Lấy màu nào cũng được ạ. À. Lấy màu nào các chị lấy hai bộ ạ. Chị lấy bộ xanh, bộ đen hoặc là bộ đỏ hoặc là bộ vàng. Đấy, bộ đùi nhá 160 nghìn ạ. Bộ đùi ạ, mát chất sướng ạ, chị Nguyễn Việt Bích ạ, ok em chốt đơn. Có lấy cái gì? Lấy cái gì? Lấy nhà mới, cái gì nhà mới ạ chị? Vâng, em đang livestream ở trên nhà mới đấy ạ. Đấy, trên đây là vắng như chùa Bà Đanh như này. Các chị đẹp là không nhìn em ở đâu luôn. Các chị đẹp là cứ tưởng em ở nhà cũ thì thành ra là đấy, tìm ở nhà cũ cũng thấy. Việt Bích ok chốt đơn nhá, mình lên mà đúng mã và kèm số điện thoại cho em nhận đơn. Đúng mã và kèm số điện thoại là bộ đùi và kèm màu xanh. Đấy, chất giãn và mát và em lăn bao cả sướng nữa. Có 160 000 đồng. 160 000 chất nó như này cơ ạ. Nó giãn nhưng nó giãn kiểu là giãn đanh. Đấy chứ không phải là chất nó nóng. 160 nhá các chị nhá. 160 ạ. Mã hàng kèm số điện thoại. Đấy, màu đen, màu vàng, màu nào cũng yêu luôn, dễ mặc ạ. Đấy, tất cả nó đều là phối tông quần đen, nhưng mình lấy áo màu nào cũng không lo. Đấy, đen thì cũng là quần đen. Mà gì nhở, đỏ quần đỏ đen. Cũng quần đen, và xanh cũng quần đen, vàng quần đen hết. 180.000 đồng. À, 160.000 đồng. Lên mã hàng là bộ đùi và kèm số điện thoại ạ. Chị Dung Tòng em xin chào ạ. Hello tất cả các chị yêu. Các chị mình cho em xin mỗi chị một lượt chia sẻ và chấm vào bài hộ em với nhá. Tương tác với em ở fanpage mới thì em đang livestream đấy ạ. Các chị cứ thắc mắc là em đi đâu mấy ngày hôm nay đúng không? Đấy, nhà em đang đi xây nhà mới cho nên là vắng mấy hôm nay rồi. Em livestream ở trên trang page mới. Nên là mong là các chị vào đây ủng hộ em dài dài nhá. Bộ đùi chị ơi, bộ đùi và kèm màu xanh. Mã này em đắt hàng dã man luôn. 160.000 đồng. Cái gì nhìn hai em muốn chén quá hay cái gì hả? Mẹ Haron. Chén cái gì? Chén xôi hay chén cái gì? Nhìn thấy trắng quá đúng không? Trắng quá hoa mắt à? Bôi kem cái trắng nghe vào trắng hết. Các chị bôi kem lọ kem cái trắng body em đang giới thiệu với các chị ý ạ. Bọn em cũng đã trắng rồi nhưng không trắng được như này đâu. Nhà em bôi kem cái trắng body vào đấy ạ. Nhìn hai em muốn chén quá à? Mã hàng kèm số điện thoại. Đây chị Lý mặc màu đỏ đấy ạ. Lên đúng mã bộ đùi và kèm số điện thoại nhá. 160.000 đồng ạ. Size 65 cân đổ lại em chốt đơn là bộ đùi. Đấy, bộ đùi ạ. Chân muốn trắng muốn mịn thì các chị bôi kem kích trắng cho em. Và chị thích miễn ship 4 bộ. Ok chị Kim Quách ạ, ok. Chị nào muốn miễn ship à? Nhà em đang ở trên fanpage mới đang ế lắm rồi đây. Các chị không vào ủng hộ em. Miễn ship cái gì? Ở trên trên trang cá nhân thì các chị đi tìm cũng thấy. Đẹp lắm chị ơi, 160.000 đồng. Bộ này đi giày thể thao này, mình đi đánh bóng đi cầu lông ấy, rất là hợp luôn. Đấy, hợp và chất nó mát lắm. 160.000 lên mã bộ đùi các chị mình nhá. Bộ đùi ạ. Đấy. Các chị là cứ thắc mắc là sao chân em lan à, ngon quá đi à? Đây, bôi cái này vào, vừa trắng vừa mịn vừa thơm. Đấy, đùi của em của chị Lý cũng thế, nói chung là cứ sáng là phải bôi bôi chất chát. Kem kích trắng body là 350 ạ. Đấy, dưỡng da chống nắng và bật tông ạ. Mình bôi lên thứ nhất là dưỡng da, thứ hai là chống nắng bảo vệ da, thứ ba nữa là gì nhỉ? Nó trang điểm cho da của các chị, không bờ không bết và không bị lộ vân kem, rất là thích luôn. Đấy. Em chia sẻ rồi, chị chốt cho em đi à? Ok, em cứ chốt thoải mái luôn, chị tặng em luôn. Đấy, Vũ Thị Liên này, Vũ Thị Liên ấy ạ. Em cứ chia sẻ với chị là chị chốt, chị tặng luôn. Các em là cứ chốt thoải mái luôn. Đấy. Mã hàng kèm số điện thoại nhá. Kem kích trắng body là 350 ạ. Các chị mình lên mã bộ đùi nhá. Bộ đùi và kèm số điện thoại ạ. Đấy, chị Lý mặc màu đỏ ạ. Lên like nó cũng bị tươi hơn một tông đấy ạ. Đấy, và em Lan đang mặc là bộ đùi của màu xanh ạ. Em sẽ qua một mã nữa cho các chị đẹp nhà mình nhá. Qua một mã nữa cho các chị em nhà mình luôn. Đấy, các chị mình bôi kem kích trắng này. Thứ nhất là ngày hè này này, ai cũng cần. Bán đây giày của Lan đang đi. Hôm nay em vừa mua đấy. Ôi đi thích lắm chị Thu ạ. Chị Lý chị đang thích cái này.
Hôm nay em vừa mua được đấy, chân em bình thường khó đi lắm chị ạ. Đôi này em vừa mua đấy, có mua không? Em mua hộ cho. Nhưng mà chắc chả biết có còn không, tại vì nó cũng có ít đi. Xem cái đầm kẻ mắt nó canh ạ. Rồi ok chị Trần Huê, chờ em tí nhá. Các chị mình chốt đơn lên đúng mã hàng cho em. Đôi giày này á, cái gót của nó cũng đẹp lắm chị ạ. Đây này, gót của nó đẹp mà cao như này, đứng nó có dáng váy và đi nó không bị đau chân. Thích ơi là thích luôn. Hôm qua em lăn đi lượn lờ nào mà lại mua được. Mà đẹp lắm, ở ngoài nó đẹp hơn đấy. Không biết là 400 mấy gần 500 hay sao. 400 mấy. Đẹp lắm mà đế chắc lắm. Ngon thế mà chịu được. Ai mà chịu được á, không chịu được thì thôi. Chị Aaron, không ai chịu được thì thôi. Cái chị này, lấy kèm đơn cho em, cái này rất là tiện luôn đấy ạ và rất là cần đấy ạ. Kem kích trắng body ạ, có ạ, thành phần chống nắng cực cao luôn ạ. Chị nhá. Chức năng của nó là gì? Dưỡng da chống nắng mà lại chị và bật tông. Và chị nào đang dùng kem kích trắng body nhà em thì các chị biết rồi. Nó không bờ, không bết và không bị lộ vân kem đấy, em bôi lên là các chị cảm giác như là da em trắng mịn tự nhiên thôi. Đấy các chị mình bôi tay được, bôi chân, bôi cổ ạ. Đấy còn kem mặt thì các chị bôi kem riêng. Đây các chị cứ chấm đều và massage đều giúp em. Bật tầm 4 đến 5 tông so với da của các chị. Kể cả các chị mình đã trắng rồi, các chị bôi thêm kem vào ấy ạ. Nó gì nhỉ, vừa trắng và mịn và đặc biệt nó rất là thơm luôn. Mua giùm chị đôi giày size 35 á, thế đấy á, chân chị bé thế á. Em còn đi tận 38 đấy chị ạ. Chân em dày to. Chân em thì to lắm. 38, mai em xem có. Em thì thích lắm chị ơi. Bôi ở đâu trắng ở đấy luôn. Đây ạ, bôi tay này, bôi chân này, nó bật tông này, nó dưỡng da, nó chống nắng này. Đấy, nó trắng lắm. Mình ví dụ như mình mặc cái váy hở ấy hoặc cái quần sóc ấy thì là nó sẽ gì nhỉ? Nó sẽ bật tông lên mà mình kiểu như là tự tin hơn. Đấy nó trắng lắm. Đây này, nó kích trắng luôn cho da của mình lên mà 5 tông cơ mà. Mà sướng cái là các chị dùng kem nhà em mà không sướng, giả lại thoải mái. Em cho các chị giả lại thoải mái luôn. Kem kích trắng body 350 một chai. Các chị dùng cả hè luôn ạ. Đây là chai dở em đang dùng. Còn cái chai nguyên đây ạ, 365.000, các chị check mã mạng cho em là 365. Thì em bán livestream các chị mình 350.000 đồng. Không bờ, không bết và không bị lộ vân kem. Đấy là một cái ưu điểm kem chống nắng ở bên em các chị nhá. Bờ bết, bờ bết em không bán cho các chị đâu. Bờ bết em không bán đâu ạ. Chân ai đã trắng rồi các chị bôi lên nó trắng hơn. Và thứ hai là nó giữ cho da của mình trắng mịn hơn. Đấy kiểu như là không bị bắt nắng. Đấy các chị cứ thắc mắc là bọn em trắng đúng không? Bôi từ đầu đến chân đấy các chị ạ. Bôi từ đầu đến chân. Kem kích trắng body ạ. Đấy kem kích trắng body là 350 nhá. Mình cứ lên mã hàng là kem kích trắng body và kèm số điện thoại ạ. Không bôi được giả lại thoải mái. Các chị đẹp nhá. Không bôi được giả lại nhà em thoải mái. Rồi ok ạ, em qua mã luôn nhá các chị nhá. Các chị lên mã này cho em là bộ 29 các chị nhá. Bộ 29. Bộ 29 có 220.000 thôi, chất đẹp cực kỳ luôn các chị nhá. Các chị lên mã này cho em là bộ 29 này. Chất rất là đẹp và co giãn các chị nhá. Dạ, mã bộ 29. Bộ 29 220.000. Bộ này là size tầm 65 cân đổ lại, bao đẹp đấy ạ. Bộ 29 nhá, chị lên mã này cho là bộ 29 này. Bộ 29 em có màu này là màu hồng này. Màu hồng đỗ này đẹp nhỉ, màu này hồng đỗ nhỉ. Mà đẹp cực kỳ luôn các chị nhá. Bộ 29 này em có màu hồng này. Và em có màu đen này. Bộ kéo khóa nửa, chất thì bao phê luôn. Đấy, bao phê luôn các chị đẹp ơi. Chốt mã này nhanh nhé, em hôm nay đủ hàng rồi đấy ạ. Hôm nay đủ hàng giả nợ cho các chị đẹp nhà mình đây. Đấy, comment cho em lăn mã hàng này là bộ 29 ạ. Kéo khóa nửa ạ, và chất co giãn 4 chiều, hàng mát. Hàng là hàng loại 1 luôn, em lăn bao đẹp luôn nhá. Bộ 29 và kèm màu đỏ. Bộ 29 em lăn có màu xanh. Em có màu đen ạ, 65 cân đổ lại em mặc đẹp ạ. Quần đùi là 160.000 đồng ạ, bộ đùi là 160 ạ, bộ đùi này là bộ này là áo cộc và quần dài là 220. Chị Ma Thủy ok em chốt đơn, mình lên đúng mã cho em Lan là bộ 29 và kèm màu ạ. Không đẹp không sướng em cho giả lại luôn. 220.000 đồng. 220.000 đồng và chất này em Lan bao là hàng loại 1 luôn, chuẩn luôn chị nhá. Em không bán hàng loại 2, hàng loại 2 nó sẽ mỏng hơn và chất nó sẽ nóng hơn, nó không mát được như thế này. Đấy. Ok ạ, à, chị Kim Quách ok em chốt đơn ạ. À. À, bạn Nguyễn Hải Yến có đấy không Yến ơi? Comment mã hàng cho em là bộ 29 và kèm màu. Chị nào nhận được mã này thì em rồi, cháy hàng liên tục luôn. Về thậm chí là về hôm nay được màu này nhưng mà không đủ size.
kiểu như thế. Bảng màu thì nó có bảng đấy nhưng nó không đủ size hết. Chất của nó xịn lắm. Cái bộ này mình tiện mình đi đâu mình mặc luôn. Nó đẹp. Mà hơn nữa cái áo là các chị mình phối được với những cái quần khác. Ví dụ là các chị mặc kết hợp với quần bò được, với quần vải mình tận dụng được cái áo này này. Đấy, nhiều lúc là mình tiện mình kết hợp được. Chất rất là mát luôn. Bộ 29 và kèm màu. Bộ 29 cho em và kèm màu. Chị một đời bình yên, ok em chốt đơn. Mã hàng kèm số điện thoại nhá. Mã hàng kèm số điện thoại ạ. Bộ 29 của em đang có màu đỏ này, màu xanh lá cây ạ, màu xanh than ạ, 65 cân đổ lại, các chị cứ chốt đơn nhé, em có đủ size ạ. Bộ 29 em đang có màu cam đất ạ. Bộ 29 em đang có màu vàng ạ. Bộ 29 em đang có màu đen ạ. Các chị mình lấy hai màu, màu hồng nữa. Các chị cứ lấy hai bộ, ít nhất là từ hai bộ trở lên. Yến nó đi đâu ấy nhở? Nhận không như này lại không thấy đâu đấy. Mã hàng kèm số điện thoại của em nhá. Bộ 29 ạ. Các chị lên mã này cho em là bộ 29 các chị nhá, 220.000 đồng. Của mã bộ 29 ạ. Có 7 màu nhé các chị nhá, màu nào cũng đẹp luôn ạ. 220 chị ơi. Bộ 29 ạ. 220.000 đồng, ở ngoài nó đẹp hơn ở trên like nhiều lắm. Lên like nó bị gì nhỉ? Bị sáng hơn rồi. Nó sáng hơn, chất thì nó co giãn 4 chiều. Đấy, chất nó co giãn 4 chiều. Kem chống nắng có chai dạng xịt không em ạ? À? Chị ơi dùng kem này cho em đi. Chị dùng kem xịt, thứ nhất là nó không đều màu, thứ hai là cái chất kem của nó loãng quá. Chị nó không thể bật tông và không đều đủ thành phần chống nắng cho chị được. Đấy chị nhá. Đừng có lấy chai xịt, bởi em trải qua rất là nhiều cái loại kem body rồi. Chị thử dùng kem nhà em đi ạ. À. Chị đừng có mơ hão huyền là xịt. Xịt cái chất kem của nó rất là loãng, mà mình bôi lên thứ nhất là nó không đủ nó không thể chống nắng cho mình được tối ưu nhất. Và hơn nữa là gì? Nó không bật tông được như cái dòng kem của nhà em. Đấy, dạng này rất là dễ sử dụng. Bởi vì ngày xưa em bảo mấy các chị là em trải qua không biết bao nhiêu loại. Có nghĩa là từ kem xịt này, từ kem hũ loại đặc này. Đấy, loãng quá mà xịt được ấy thì nó lại gì nhỉ? Nó lại không bật tông nhiều, không chống nắng được cao. Mà nó đặc quá thì nó lại rất là khó bôi. Nó rất là khó xoa, nó dê hay bị bết. Nhưng mà kem nhà em thì các chị mình yên tâm. Chị Phượng Hồng ok ạ. Khi em đã sử dụng sản phẩm ok thì em mới chia sẻ với các chị mình, cho nên mua mỹ phẩm bên em và các chị mình đừng lo. Đấy, mua mỹ phẩm bên em không lo nhá. Đúng không ạ? Đừng có ham rồi ôi nó xịt nó loãng rồi, các chị nào mà da mà ngăm ngăm một tí nó không bật được tông đâu. Không bật được tông đâu ạ. Da trắng thì em không nói. Em đã dùng hết các loại rồi. Không có loại nào sướng như loại kem kích trắng của nhà em đâu ạ. Đấy. Mã 29 và kèm màu đỏ ạ. 29 em đang có màu đỏ ạ. Chị Hà Dương ok ạ. Mình chốt đơn mình lấy hai bộ đi các chị mình ơi. Đằng nào cũng thế. Đấy, thứ nhất là đẹp, mà thứ hai dễ mặc, giá thành hợp lý ok. Em bao chất bao form cho các chị mình đẹp. Được không ạ? Bao chất bao form cho các chị đẹp màu đỏ ạ. Đúng mã cho em là bộ 29 nhá. Bộ 29 và kèm màu. Hoặc là bộ 29 kèm số điện thoại cho em, đúng mã nhà em nhận đơn. Đấy. Màu đỏ ạ, áo nó là đỏ đậm và kiểu như là lên like nó bị tươi đấy ạ. Đấy, bộ 29. Đẹp ơi là đẹp luôn. Lên cái màu hồng. Màu nào cũng đẹp chị ạ. Comment đúng mã hàng giúp em nhá. Lên đơn giúp em là bộ 29 và kèm màu. Con bé, à con ấy đâu ấy nhở? Con Trang ơi. Màu nào cũng đẹp lắm chị ơi. Màu nào cũng yêu, bởi cái chất của nó co giãn nhưng nó lại mát lắm. Đấy, co giãn và mát, bao sướng cho các chị đẹp nhà mình. Đúng không ạ? Không tội gì mà lấy một bộ cả võ công ship. Đây, màu hồng cũng đẹp lắm này các chị này. Đấy, màu hồng đấy vừa đẹp vừa lạ. Để cái đấy đi chị ơi, có cần đâu. Bộ 29. Đây các chị lên mã này cho là bộ 29 nhá. Bộ 29 màu hồng đấy ạ. Màu hồng đỗ nhá các chị nhá. Của mã bộ 29 có 220.000 thôi các chị ạ. 220.000 này. 220.000 của mã bộ 29. Đây em đang mặc là màu hồng đỗ nhá các chị nhá. Hồng đỗ, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu cam đất và màu xanh than. Em có 7 màu của mã bộ 29 ạ. Kéo khóa nửa nhá các chị nhá. Kéo khóa nửa rất là đẹp luôn. Chất co giãn. Đây ạ, mã bộ 29 ạ.
Đây chị ơi, màu vàng cũng đẹp lắm này. Có nghĩa là cái quần của nó là tông quần đen. Cho nên các chị mình có lấy cái màu nào cũng rất là đẹp. Đấy, lấy màu nào cũng rất là đẹp luôn và dễ phối. Nghĩa là cái tông màu sáng này trông nó dễ sáng ra, còn những cái tông màu trầm hơn nó dễ sang hơn. Đấy, 220.000 đồng. Có nước tẩy trang và bông tẩy trang nữa không em? Có nước tẩy trang của nhà em 280.000. Nước tẩy trang là 280 ạ, chị ạ. Đấy, bông tẩy trang thì em không có, nhưng em có nước tẩy trang. Vì cái dòng tẩy trang này của nhà em là các chị mình chấm đều lên massage. Đấy, massage nhá các chị nhá. Nước tẩy trang là 280.000 đồng. À quên, nhầm. 268.000 thì là 260.000 đồng. 260.000 đồng ạ. Em cũng đang dùng cái dòng này, rất là thích luôn. Nước tẩy trang vừa sạch vừa se khít lỗ chân lông, vừa sáng da. Đấy, nước tẩy trang 260.000 đồng. Có nước tẩy trang ạ. Nhà em có cả kem dưỡng chống nắng nhá. Và serum ạ, serum dưỡng da. Đấy, serum dưỡng da. Đây các chị ơi, màu này đẹp dã man luôn. Mặc nó đẹp và nó thoải mái lắm. Đấy, màu này các chị gọi là màu tím cũng được, màu hồng đỗ cũng được. Nói chung là chuẩn màu như các chị ở trên live. Đấy. Mã hàng kèm số điện thoại giúp em nhá. Mã hàng kèm số điện thoại ạ. Không ảnh hưởng gì đâu chị Ngọc Bibi. Dài em cũng phải cắt đi đấy, không ai vừa được cái chân rụp rụp ấy đâu. Chân rụp là chân 2 mét, em lan mặc em cũng phải cắt đi được thoải mái. Đấy, đẹp dữ dội luôn. Rộng cạp bóp được cạp này, à, chiều dài mình không vừa thì mình cắt đi này. Tại vì người ta tầm 2 mét thì mình gọi là mình có mét mấy thôi đúng không? Bóp vào được, cắt bớt đi được ạ. Đấy, tiền ship bên em ạ. Bên nào chịu vậy, các chị mua hàng giả tiền ship giúp em nhé. 30.000 đầu đơn ạ. 30.000 đầu đơn. Mã hàng kèm số điện thoại nhá. Các chị mình không mất công ra ngoài đường ngoài chợ các chị mua đồ ấy, thì các chị ngồi ở nhà người ta ship đến tận nhà, các chị trả tiền ship giúp em nhá. 30.000 đầu đơn tiền ship. Tiền ship là 30.000 đồng. Đẹp dữ dội luôn à. Đây ạ, em Lan có bộ 29 mà kèm màu vàng. Bộ 29 mà kèm màu vàng. Mã hàng kèm số điện thoại giúp em. Bộ này kéo khóa nửa như này, các chị mình kéo lùi lên cũng được ạ. Các chị dựng cổ lên như này cho em ok luôn. Đấy, em sẽ lên luôn màu cam đất cho các chị mình nhìn. Qua màu luôn để bảng màu em chạy mã cho nhanh chị. Đấy, đẩy like cho nó dễ hơn. Đẹp lắm này, các chị mình lên cổ cao như này cũng được nhá. Đấy, có gì nhỉ, bẻ cổ ra được như này ạ. Bẻ cổ thấp như này này. Các chị mình bẻ cổ hết ra này, ok chưa ạ? Mã hàng và kèm số điện thoại giúp em là bộ 29 và kèm màu vàng. Chất nó là dòng như u mì lạnh, co giãn và mát. Bao đẹp và bao sướng luôn. Đấy, em gửi áo dài lâu vậy em. Chị Hồng An ơi, tại vì nợ chị đấy. Em bảo là nợ con áo hồng, thế nên là bị thiếu áo thì em vừa mới gửi hôm kia điện cho chị đấy. Thì mai thứ hai họ mới giao hàng cho chị được. Đấy, mai thứ hai nhá các chị nhá. Tại vì hôm nay chủ nhật, bưu điện họ nghỉ. Đấy, đẹp quá luôn đấy chị ơi. Chất hàng co giãn này, form áo đẹp, màu cam đất này yêu cực kỳ luôn. Comment đúng mã cho em là bộ 29 và kèm màu. Được không ạ? Kéo khóa nửa ạ. Em bao form bao chất cho các chị đẹp, hàng co giãn, rất là mịn và rất là mát và rất là đanh. Đấy, màu cam đất của bộ 29. Và đây là còn màu xanh than và màu đen là em chưa mặc nữa đúng không? Đẹo nữa thì em sẽ lên đủ bảng màu cho các chị mình vào sau. Các chị vào sau cứ lên đúng mã cho em và kèm số điện thoại em nhận đơn. Chị nhận được áo dài rồi. Đẹp vừa hơn đi may, em cảm ơn các chị đẹp. Chất đẹp không chị? Em bán hàng ấy không bao giờ lừa các chị được. Bởi vì em xác định là bán cho các chị đẹp mình cả đời luôn. Thế mình mua cái gì yên tâm cái đấy. Đừng chị nào hỏi có đồng kiểm hàng không, có được kiểm tra hàng không nhá. Mua hàng là phải được kiểm tra hàng ạ. Tại vì là gì? Em phải gửi đúng cho các chị đẹp, chất liệu đẹp. Chị Phượng Hồng ok, bán các chị cả đời, không bán một lần. Đó, ngày nào em Lan cũng đứng ở đây. Bây giờ gọi là thời buổi công nghệ rồi các chị mình nhá. Ở đấy, mua cái gì nhà em gửi cái đấy. Và chất liệu thì em Lan bao đẹp, xứng đáng với giá tiền các chị bỏ ra. Thậm chí là còn rẻ hơn ở ngoài thị trường các chị bỏ tiền ra đi mua ấy ạ. Đi may ấy ạ. Bởi vì ở ngoài thị trường thì có thể cửa hàng các chị mất thuế, mất tiền thuê cửa hàng nó phải khác. Nó còn người ta không thể lãi 10.000, 20.000 bộ quần áo được. Đấy mà 7, 80.000, 100.000 ví dụ như thế. Thế nhưng ngày em bán ở đây cho các chị mình thì yên tâm rằng giá hàng thì nó chất lượng rồi. Mình có không sờ thấy như em Lan dám bảo hành. Đấy. À, bạn còn kem nền không bạn? Chuẩn sáng mai về hàng đại lý luôn. Đấy, chị qua màu cho em nhé. Chốt cho em bộ 29 kèm màu vàng ạ. Các chị đẹp ơi, bộ ơi chốt nhanh kem nền không nó lại hết. Kem mặt nó thần thánh, thật sự là
các chị mình hỏi em ấy là do các chị mình đã bôi rồi, hoặc là bạn bè các chị bôi ấy, bôi rồi ấy ạ, các chị nhá. Đấy, hello chị Nguyễn Hòa, ngày mai nhà em có chống nắng đủ giả cho các chị mình rồi, kem chống nắng nhà em ấy ạ. Một cái điểm để mà rất là cần đối với tất cả các chị thì con kem mặt này nhà em đáp ứng đầy đủ. Thứ nhất là nó dưỡng da này, làm trắng da này, chống nắng này, đấy, che khuyết điểm, kiềm dầu cực kỳ tốt ạ. Không bờ, không bết, không bị lộ vân kem, không bị gì nhở, trôi kem trong mồ hôi và không trôi kem trong nước. Đấy, các chị mình rửa mặt là còn phải phải gọi là kỳ nó mới ra đấy ạ. Nó rất là chắc, mà cái chất kem của nó che hết khuyết điểm. Có nghĩa là các chị mình mà bị nám này, bị những cái tấm tàn nhang ấy trên mặt ấy, nó che hết luôn để mình đi làm. Như mặt em này bôi từ sáng rồi, chị Phượng Hồng ok em chốt đơn rồi ạ. Mặt em đang là bôi từ sáng đấy, và bây giờ gọi là cũng chưa chưa tắm đâu, cũng chưa rửa mặt lại để bôi lại ạ. Đấy, lên cho em mã này là kem mặt chống nắng mặt và kèm số điện thoại nhá, 380.000 đồng một típ ạ. Em nợ hàng đến gần một tuần nay rồi, ngày mai nhà em sẽ có hàng trả nợ cho các chị đẹp, đúng không ạ? Chốt luôn cho em, lên mã này là kem chống nắng mặt và kèm số điện thoại nhá. Thứ nhất là dưỡng da, thứ hai chống nắng và trang điểm cho da, kiềm dầu cực kỳ tốt luôn. Đấy, kem chống nắng ạ. Đây, các chị mình thích bôi một lớp này thì nó trang điểm cho mình da vừa vừa, trắng sáng đều mịn. Đấy, còn các chị thích trang điểm dày hơn, đậm hơn, các chị đánh cho em hai lớp như này, hai giọt con thôi nhá. Hai giọt con như này thôi. Đấy, 380.000 đồng. Dưỡng da, chống nắng và bật tông. Các chị nào đang sử dụng kem chống nắng của nhà em thì các chị biết chất lượng nó như thế nào rồi đấy ạ. Các chị nhá, nó cháy kem luôn, nó cháy hàng luôn ý. Đây ạ, đây là em bôi tay, còn tại vì mặt em bôi phấn hồng rồi, cái má hồng ấy, em đánh cái tí má hồng lên cho mặt nó tươi tỉnh hơn, nó hồng hào hơn. Còn các chị thích nguyên trắng ấy thì các chị đánh nguyên nền như này thôi. Đấy, như mặt chị Lý này là chị đánh nguyên nền, em đánh như nguyên em Lan thì em phủ tí má hồng lên. Đấy, lên like thì để cho chị em mình dễ phân biệt. Có nghĩa là các chị thích đánh má hồng thì các chị đánh như em. Còn nếu mà các chị mình không đánh má hồng thì như mặt của chị Lý, chị đánh là đánh nguyên trắng. Đấy, không cần phải trang điểm nhiều. Đối với cái kem mặt như này nó đầy đủ các yếu tố cho các chị luôn. Các chị mình đi công sở cũng không có thời gian nhiều. Đấy, có thể sáng ra vội quá thôi, đến cơ quan mình bỏ ra mình lau cái bông tẩy trang lại, mình xoa lại cũng được. Đấy, mình xoa lại một chút cũng được. Và nó không bị tốn kem đâu các chị nhá. Có 380.000 đồng thôi. Đấy, một chút thôi thì các chị đã sáng hết một cái khuôn mặt của mình lên rồi. Đấy, nó chống nắng, nó che khuyết điểm luôn ạ. Bộ của em là bao nhiêu nhỉ? 220 chị ơi. Mã bộ 29 nhá. Comment đúng mã là bộ 29 và kèm số điện thoại. Bộ 29 và kèm số điện thoại. Bộ 29 và kèm số điện thoại cho em. Đấy, rất là đẹp luôn. Và gì nhỉ? Kem chống nắng mặt thì các chị lên là kem chống nắng mặt và kèm số điện thoại. Kem chống nắng mặt và kèm số điện thoại nhá các chị nhá. 380.000 đồng một típ ạ. Các chị dùng sử dụng mỹ phẩm bên em ấy, các chị mình dùng 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày mà cảm thấy da không đẹp mà không ok như lời em nói thì các chị mình giả lại cho nhà em, trả lại tiền. Ok chưa ạ? Em dám bảo hành cho các chị là giả lại đấy ạ. Tại vì là em khẳng định cái chất lượng của nó rất là ok, chưa có chị nào phải giả lại luôn. Nó đẹp lắm luôn ý ạ. Đây, em bôi 2 3 lớp như thế mà không bị gọi là không bị lộ một tẹo nào, không bị dày một tí nào luôn. Còn mặt em thì bôi từ sáng đến bây giờ luôn, nó rất là chắc kem. Các chị nhá, rất là chắc kem luôn. Lên mã cho em là kem chống nắng mặt và kèm số điện thoại. Đấy, còn bộ em đang mặc là 220.000 đồng. Là mã bộ 29 nhá. Kem chống nắng cho chị Hiền ok ạ. Với lại bộ màu vàng lên, chị Hiền ok. Lên số điện thoại chuẩn vào các chị nhá. Chốt đơn thì phải lên số điện thoại chuẩn ạ. Mã hàng chuẩn và kèm số điện thoại chuẩn. Các chị mình bao nhiêu cân thì mai em tư vấn size số cho các chị đẹp vừa. Có nghĩa là em đang báo bộ 29 của em, các chị mình cảm thấy ưng. Đấy, ưng em báo size là từ 65 cân đổ lại, thì các chị mình trong khoảng là từ 40 đến 65, cứ comment cho em mã bộ 29 và kèm màu, hoặc là bộ 29 kèm số điện thoại. Mai các chị đẹp lấy bộ nào thì comment bảo nhân viên bên em để các bạn lấy cho các chị mình. Đấy, bộ 29 màu vàng, bộ 29 màu xanh than pha với viền đỏ ạ. Đấy, 65 cân đổ lại em nhận đơn ạ. 65 cân lên đơn bộ 29 và kèm màu xanh than. Em đang lên nốt màu đen của bộ 29 ạ. Đấy, lên nốt bộ 29 và kèm màu đen. Em đang mặc trên người là màu vàng. Màu này em cũng rất là thích luôn. Bởi vì nó sáng da,
nó sáng da với lại là nó gì nhỉ, cái màu ấy, nó em cũng thích cái màu nữa. Kem chống nắng mặt cho chị My Hà, ok em chốt đơn. Các chị mình cứ yên tâm dùng ạ. Còn chị nào cứ sợ sợ thì muôn đời không bao giờ đẹp được đâu. Bởi vì tất cả những dòng bên em ấy các chị không như mua ngoài thị trường. Đấy, các chị dùng không hợp, không đẹp, không cảm thấy ok em cho các chị giả lại được. Tội gì không dùng đúng không ạ? Tội gì không dùng để cho xinh. Đúng không ạ? Đấy, chẳng mất gì cả. Mình thử trải nghiệm. Đấy, bởi vì chị nào cũng muốn đẹp nhưng mà rất là sợ mất tiền. Đúng không? Mất tiền gì ạ? Không mất tiền vứt đi ạ. Em cho các chị mình thử dùng, trải nghiệm. Đấy, em ơi, chị dùng kem chống nắng không đẹp đâu. Kem body nhà em không bôi đẹp đâu. Đấy, giả lại được. Đấy. Các chị nào đã phải giả lại kem nhà em thì không bao giờ đẹp được, em nói luôn. Bởi vì từ xưa giờ em biết là em bán lượng, bán ra mỹ phẩm nhiều đến như nào. Không bán quá nhiều cái loại, nhưng mà vấn đề là cái sản phẩm nào em mời các chị mình nó là hiệu quả là ok. Được không ạ? Các chị mình cứ yên tâm nhá. Đây ạ, bộ 29 và cái màu đen cũng rất là sang luôn. Viền đấy, trẻ mặc được và chung mặc được. Ống của nó không bo đâu chị ơi. Ống của nó là ống thường nhá. Comment cho em Lan là bộ 29 và cái màu vàng, bộ 29 màu đen chị Lý mặc cũng rất là sang đấy chị ạ. À, bạn quay một vòng bộ vàng mình xếp lại. Ui dồi ôi khổ thân. Đây chị ơi. Quay trước, quay sau, quay sấp, quay ngửa. Được ạ. Bạn quay một vòng bộ vàng à. Đây ạ. Bộ 29 á, cái màu cho em nhá. Quần của nó là ống thường thôi, không phải ống bo đâu ạ. Các chị dễ mặc lắm. Chất của nó co giãn và nó mát ấy. Ok chị Hòa. Mình mai mình lấy bộ nào các chị cứ báo là cho chị hai bộ màu vàng màu xanh của mã 29. Đấy, chị 60 cân hay chị 65 cân em lấy size cho chị vừa. Ok chưa ạ? Các chị có nhìn lại bảng màu của 29 không? Có cần nhìn lại bảng màu không hay là em qua má luôn ạ? À? Đấy, chốt đơn mình chỉ cần lên đúng mã hàng và kèm số điện thoại chuẩn cho em nhé, em nhận đơn. 220.000 đồng. Chất là hàng loại 1 luôn, em Lan bao sướng nhá. Dày dặn vừa tầm nhưng mà chất co giãn và rất là mát ạ. Đấy, dùng nhà em với các chị mình theo nhà em chỉ có đẹp thôi. Em muốn tất cả các chị đều đẹp như nhau. Các chị mua cái váy nhà em ý. Cái váy nhà em thì em muốn là các chị mình bôi cái kem dưỡng lên cho nó sáng da lên. Các chị mặc nó sẽ tự tin hơn. Đấy, em nghĩ là chị nào cũng sẽ rất là tự tin. Rất là nhiều chị bảo, rồi ôi chị bôi cái kem chống nắng nhà em, cái kem kích trắng nhà em vào mặc cái váy tự tin hẳn, đẹp hẳn. Đấy, lúc trước thì cứ để chân trần vậy thôi. Đi tất thì nóng, mà đi chân trần thì không tự tin. Nhưng bây giờ chỉ cần một lớp kem kích trắng vào thôi là mình sáng lên cả cái chân, cả cái tay của mình. Mà đặc biệt là nó lại đồng đều. Ví dụ như các chị mình đi tất nhá, mà mặc váy nhá, là cái đùi này là trắng được. Nhưng mà cái tay lại không trắng và cái cổ nó lại không giống màu. Đấy, thế nên nó rất là bất cập. Nhưng mà em thì bôi kem body cái là đẹp từ đầu đến chân. Mà giá thành thì nó rất là ok. Được không ạ? Giá thành rất là ok. 220.000 đồng ạ. Mã bộ 29 các chị mình nhá. Có cần xem lại bảng màu không ạ? Đấy. Ôi chị ơi. Bà đi. Để... lâu. Chị cứ lên em ấy luôn đi xong rồi chạy váy luôn. Mã bộ 29 kèm cho em màu đen, đấy màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu than. Size 65 cân đổ lại em nhận đơn cho các chị đẹp. Đấy, chất thì co giãn bao đẹp và bao cả sướng. Ai đón con về đấy con? Bố con. Có học được không? Bây giờ có đau đầu không? Đau trong đầu hay ở ngoài? Đâu trong đầu phải bảo mẹ nhá. Cho chị xem kem kích trắng à. Rồi ok chị ơi, ok em đây. Chị ơi, kem kích trắng body thì là đây nhá. Đây chị này. Cái lọ này của nó tận bao nhiêu nhỉ? 300g cơ, các chị thoải mái dùng. Đấy, chị lưu nhài ok. Cái lọ này em đảm bảo là các chị dùng cả hè cho em, cả năm hộ em cái. Đấy, em dùng nhiều như thế mà cả năm cũng chỉ là hai lọ thôi. Đấy, cả năm em chỉ hai lọ luôn. Đúng không ạ? Nó rất là dôi và cái chất kem của nó vừa tầm, không bị quá đặc để mình khóa xoa, không bị loãng quá để không bật tông và không đủ gọi là gọi là cái công dụng chống nắng của nó tối ưu ấy. Đấy. Cái này của em chị yên tâm luôn. Các chị đi bôi lên thì tay chân các chị gọi là tự tin, mặc váy hoặc là mặc áo cộc nó rất là tự tin luôn. Đánh bóng hay thể thao thì mình mặc những cái đồ gọi là đồ cộc, đồ đùi ấy, nó trắng trắng một chút. Cái này có 350.000 một chai thôi chị. Một chai như này là 300g. Đấy, 300g chị lấy váy giúp em đi. Đấy. Váy ấy chị ơi. Và gì nhở? 300g mình sử dụng cho em là cả một hè. Đấy. Bởi vì là cái chất kem của nó rất là dôi, mỗi một lần một cái cánh tay này các chị chỉ bôi một giọt thôi. Nếu mà chị nào thích trắng hơn thì các chị bôi hai giọt. Đấy, một ngày bôi một lần.
Bôi từ sáng đến tối luôn, mồ hôi da nó chỉ mịn hơn và trắng hơn thôi. Chứ mồ hôi da nó không bị bờ, không bết, không bị lộ vân kem như những dòng khác. Đấy, không bị trôi kem luôn. Các chị nếu mà kiểu như là trôi kẹ đổ nước qua nhá, nó chỉ có gọi là trượt qua thôi. Còn mình phải cho sữa vào, tắm vào mình kỳ đi nó mới hết được. Kể cả đùi các chị cũng thế. Đấy, cho nên mình rất là sướng là như vậy. Bởi vì là những cái dòng này em đã bán thì các chị biết là em đã nói với các chị là tại sao em không bán quá nhiều loại mỹ phẩm. Biết không ạ? Rất là nhiều người mời em rất là nhiều loại nhưng em không trải nghiệm nữa. Bởi vì em thấy cái sản phẩm này nó rất là đầy đủ rồi. Đầy đủ tất cả các yếu tố rồi. Đấy, vừa dưỡng da, vừa chống nắng, vừa bật tông. Được không ạ? Và vừa gọi là che khuyết điểm cho da của mình. Đấy, cho nên là mình yên tâm. Đấy, không cần phải nhiều loại quá đâu các chị nhá. Không cần phải nhiều loại quá. Chị bảo em lên váy ở canh mặt đúng không ạ? Lên váy ở canh mặt nhá. Đấy, đây. Mã mã này em vừa mới về hàng xong đấy. Đây em lên mã VIP 7 các chị nhá. VIP 7. 6566 cân đổ lại. Chốt đơn cho các chị từ 48 cân đến 6566 cân. Mã VIP 7 đấy các chị nhá. VIP 7 1 390.000 ạ. 390.000 mã VIP 7 đấy ạ. Mã VIP 7 các chị nhá. Lên mã này cho em là VIP 7. VIP 7 390. Size cho chị từ 48 cân đến 65 66 cân. Mã VIP 7. Mã VIP 7 nhá, các chị lên mã này cho em là VIP 7. Chị ơi, kem nào cũng có phải có thành phần chống nắng á. Kem mặt cũng chống nắng và kem body cũng phải kem có chống nắng nhá các chị nhá. Chị Huyền Trang nhá. Chị nhận được bộ 29 rồi đẹp, em cảm ơn chị Thúy ạ. Đấy, em đang bao đẹp và bao cả sướng. Cái bộ này thì nó là hàng Quảng Châu cao cấp này các chị này. Giá chuẩn của nó phải là 450.000 đồng. Em đang đã xác định bán tặng từ phút đầu đến phút cuối vẫn là tặng cho các chị em nhà mình. Được không ạ? Con này thì nó là chất chuẩn của Quảng Châu luôn. Các chị nhận được thì các chị biết một mã sơ mi nó đầy đủ các yếu tố luôn. Từ form đến chất ạ. Đấy. Từ form đến chất và gọi là các cái size số cho các chị đẹp nhà mình vừa. Con này em nhận đơn tầm khoảng 47, 48 và đến tầm 65, 66 cân. Bao đẹp luôn. Đấy, em đang đang mặc trên người là VIP 8. Em đang mặc trên người là VIP 8 ạ. Đấy, VIP 8 ạ. Con này là hàng Quảng Châu, chất co giãn 4 chiều cả áo và váy nhá các chị nhá. Hàng nó là hàng set liền như này ạ. Và túi hai bên. Nó đẹp phê mê mẩn luôn đấy chị ơi. Đấy, em tặng các chị đấy, còn chuẩn giá của nó phải là 450.000 đồng. 450.000 đồng, hàng Quảng Châu cao cấp. Nơ của nó liền như này, hàng lụa cao cấp. Đấy, thân váy ạ, chất váy cũng co giãn chị ơi. Váy của nó co giãn có nghĩa là nó là dáng suông. Đấy, nó kiểu như là dáng suông, nó không hẳn là cái dáng 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 ôm quá vào người nên là chị nào cũng mặc được, kể cả béo kể cả gầy, không bị lộ khuyết điểm ạ. Đấy, các chị mình lên mã hàng cho em là em đang mặc trên người là VIP 8 nhá. VIP 8 ạ, size của em là nhận đơn cho các chị mình là từ 47 cân đến 66 cân, em Lan bao đẹp. Comment mã hàng của em Lan đang mặc là VIP 8 và kèm số điện thoại ạ. Còn bộ mã khác không ạ? Mã khác thì em chưa về được, có rất là nhiều mã nhưng chưa like được ạ. Đấy, từ từ nhá các chị nhá. Đai của nó là đai liền này. Đấy, đai liền như này, túi hai bên ạ, và khuy trang trí ạ. Hàng Quảng Châu thì mình yên tâm luôn. Đấy, sơ mi thì nó là chất giãn bao sướng. Mặc lên người là mát lạnh luôn. Mã của em đấy. VIP 7 nhá. VIP 7 các chị nhá. Comment mã hàng và kèm số điện thoại giúp em ạ. Em đang mặc trên người là VIP 7 à VIP 8 ạ. Chị Lý đang mặc trên người là VIP 7 ạ. Mã hàng kèm số điện thoại em bán tặng các chị mình là 390.000 đồng. Đấy. Mã hàng kèm số điện thoại ạ. Mã hàng còn kèm số điện thoại ạ. Tại vì nhà em là rất là nhiều hàng, cho nên cách tân thì nó đang kiểu như là kén người mặc ấy. Cho nên là phải từ từ em những cái like nào em sẽ xếp vào thôi. Đấy, chứ còn luôn và ngay mà em like tất cả thì em không thể like được. Nên các chị mình có thể vào trong bài nhà em cũng đăng mẫu rất là nhiều. Trên trang trang cá nhân ý ạ. Trang fanpage này thì em chưa đăng nhiều, nhưng mà cái trang cá nhân ý. Đấy, thì là các chị mình vào trong trang để chọn đồ cũng được. Đấy, còn vội quá thì lại không chọn được đâu. Các chị nhá, người muốn mua cái nọ, người muốn mua cái kia, cứ từ từ giúp em với. Đúng không ạ?
Con này là hàng chuẩn Quảng Châu ạ. Em đang mặc trên người là VIP 8 này. Và đây là VIP 7 ạ. VIP 7 của chị Lý đang mặc ạ. Size tầm khoảng 60 65, 66 cân đổ lại. Em bao đẹp hết. Hàng co giãn. Đấy, dáng chân váy của nó là dáng kiểu như bút chì. Nhưng mà là bút chì hơi A một chút. Đấy chứ không hẳn là hàng quá ôm. Ôm thì nó sẽ kén người và nó khó chịu. Đấy. Comment mã hàng cho em là con này là VIP VIP 7 8. À VIP 8 nhá các chị này. VIP 8 ạ, à, ở đằng sau không xẻ ạ. À. Giá của nó hơi A như này ạ, à. May rất là tinh tế và đẹp luôn. Em đang mặc là VIP 8. Em đang mặc là VIP 8. Đợi cách tân mãi chả thấy, cứ chờ đấy đi bạn ơi. Cứ ngồi đấy chờ đi ạ. À. Mã 29 nha chị Định Nguyễn, ok em chốt đơn. Mình lên đúng mã hàng nhà em nhận đơn nhá. Em bán tặng các chị mã này là 390.000 đồng hàng Quảng Châu. Đấy, bộ nào cũng đẹp luôn đấy chị ơi. Mã hàng. Mã hàng kèm số điện thoại ạ. Mã hàng kèm số điện thoại cho em. Đấy các chị nhá. Mã hàng kèm số điện thoại ạ, con xuống nhà đi ngủ đi. Mong có bà làm. Lấy cái gì, làm cái gì nữa? Làm cái bài cô đặt ra. Từ bao giờ? Thứ bảy cô cử. Thứ bảy tại sao bây giờ mới học? Nhưng mà mẹ có đưa điện thoại cho đâu? Con mẹ đưa suốt rồi, con có học đâu đấy, con đi đánh nghị tử mấy tiếng liền. Nhưng mà con học luyện viết tôi thôi. Mã hàng kèm số điện thoại cho em. Các chị này, đẹp ơi là đẹp luôn đấy chị ơi, con này xịn sò lắm, chất co giãn nhá. Đấy, các chị không dinh được em này rất là tiếc. Mà em đã cân nhắc rất là kỹ để tặng các chị mình mã này rồi. Đấy, nó rất là sang và dễ mặc đồ, nó mát lắm. Cái chất của nó thì mặc lên người là các chị phê. Đấy, hàng Quảng Châu đấy ạ. Nó gọi là nếu mà để mà em bán dòng Quảng Châu mãi em biết rồi. Bây giờ nó mới có một set đầu tiên mà nó có áo sơ mi mà có nghĩa là như gọi là giả sơ mi ấy, giả sơ mi rời ấy. Đấy, và liền với một cái set liền như này. Rất là dễ mặc cho các chị em nhà mình, đặc biệt là cái chất của nó co giãn này. Đấy, cái thân đằng sau đây các chị đẹp nhá. Đấy, cái thân đằng sau của nó không bị xẻ ạ. Và dáng của nó hơi A. Lên mã hàng cho em là con này là VIP VIP 8. VIP 8 các chị nhá. VIP 8 em đang mặc trên người ạ. À. Giá là 390.000 đồng. 390.000 đồng ạ. À. Chốt đơn mình lên đúng mã. Con này hôm nay vừa mới về xong. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đẹp ơi là đẹp ạ. À. Co giãn 4 chiều. Đấy, VIP 7 đấy ạ. À. VIP 7 chị Lý đang mặc trên người. VIP 7 cũng 390.000. Đẹp lắm luôn. Váy đúng liền rồi. Chị ơi. Váy liền ạ. À. Có khóa giọt lệ ở cạnh sườn như này ạ. À. Khóa giọt lệ ở cạnh sườn và chất co giãn 4 chiều. Và gì nhở? Và dáng của nó là dáng suông. Đấy, liền chị ạ. Liền như này rất là tiện luôn. Anh ơi, nhìn mặt đẹp căng bóng. Em cảm ơn chị đẹp, em làm suốt ngày đấy. Thế mà em mời kem các chị có tin đâu. Các chị có tin có dùng đâu. Các chị cứ sợ là em lừa các chị. Đấy, sợ là các chị lại bôi vào lại xấu hơn em. Đấy, sợ bởi bôi vào lại xấu hơn đúng không? Em có bao giờ lừa, dùng cái gì mời các chị cái đấy nhưng các chị không tin. Em đang dùng kem dưỡng nhà em, em đang dùng sơ zoom này, em đang dùng kem chống nắng này và em đang dùng kem đêm. Đấy, kem đêm, kem chống nắng và sơ zoom đấy ạ. Các chị cứ dùng như thế thôi, em đảm bảo là da chị nào cũng đẹp. Là do các chị bị lười thôi. Đấy, do các chị đẹp nhà mình lười ấy ạ. Lười là em không biết được lười là như nào đâu. Không bao đẹp được. Comment cho em lan mã này là VIP 8 nhá các chị nhá. VIP 8 ạ. Size từ khoảng 47 48 cân và đến khoảng 65 66 cân em lan bao đẹp. VIP 7 của chị Lý đấy ạ. Màu quá sang luôn, đẹp. Đấy, dễ mặc, chị nào cũng mặc xinh. Dễ lắm. Mình kể cả như là các chị mình đi công sở cả ngày, nó rất là mát và không dễ chịu. Kem chống nắng có trôi không em ạ? Trôi em không mời ạ. Không đẹp em không mời ạ. Các chị mình phải tin tưởng như thế ạ. Tất cả cái yếu tố em cần nói cái gì em đã nói rồi. Các chị dùng mỹ phẩm bên em mà các chị mình tự tin. Đấy. Rồi ok chị Hà, ok ạ. À. Chị ơi chờ em một tí nhá. Nếu mà thứ nhất là nó không đẹp, nói chung kết lại nó không đẹp và nó không hiệu quả, em không mời. Được không ạ? Bởi vì cái chính của em là quần áo. Mà tự nhiên em lại mời các chị một cái dòng mỹ phẩm mà nó không ok để em bị ảnh hưởng đến cái tiếng của em, là cái chính nghề của em là quần áo ấy. Đấy là em không thích đâu. Em không làm đâu. Những cái dòng người ta mời đầy nhưng em cảm thấy không ok, em không bán tràn lan như thị trường. Được không ạ? Cho nên mình cứ yên tâm nhá. Mua cái gì nó phải có cái lòng tin. Còn các chị mình cứ không tin tưởng thì em cũng chẳng biết mời như thế nào. Em bôi đẹp, mọi người bôi đẹp thì chắc chắn là các chị mình cũng bôi đẹp. Chứ không có cớ gì em bôi một loại mà em lại đi mời các chị một loại khác đúng không? Thành ra em bị làm sao?
Quan trọng là em có tâm, em muốn các chị đẹp. Chứ em không muốn là một mình em đẹp. Đấy, nhưng mời thì nhiều chị là vẫn không tin đâu. Đấy, có chị thì tiếc tiền, còn có chị thì lười, còn có chị thì không tin. Đấy, thì em cũng chỉ dám chia sẻ đến như vậy thôi. Còn nếu các chị mình tin hay không tin, hay là các chị có chịu khó được hay không, thì các chị đẹp. Lan quay đằng sau chị ngắm ạ. À, ok chị ơi, đây em Lan đây. Đấy, đây chị ơi, đẹp lắm. Dáng váy của nó dễ mặc lắm ý. Đấy, dáng váy của nó rất là dễ luôn. Mà công sở mình đi làm cả ngày, những cái set này nó không khó chịu một tí nào. Nó rất là mát luôn ý chị ơi. Nó mát mà nó sang, nó trẻ trung. Trẻ mặc được, trung mặc đẹp. Đấy các chị nhá, comment mã hàng cho em Lan là VIP 7 ạ. VIP 8 của chị Lý là màu nâu pha mới, kiểu như là màu nâu. À, VIP 8 của em đang mặc ạ, về VIP 7 ạ. VIP em đấy, mặc là VIP 7 nhá chị nhá. Rất là dễ mặc luôn. Màu thì các chị nhìn thấy màu chuẩn như ở trên live các chị đang nhìn thấy đấy ạ. Em mặc cái gì bán cho các chị mình cái đấy. Đấy, đai của nó đai liền, kéo khóa giọt lệ ở đằng sau lưng, chất co dán 4 chiều, dáng chân váy của nó là hơi suông A. Ở đằng sau không xẻ đâu ạ. Có túi hai bên. À, cho chị xem kem dưỡng tí. Ok chị My Hà, chị chờ em một tẹo ạ. Rồi ok chị Hoa Phan ạ, ok ạ. Dùng kem thích lắm ạ, em cảm ơn chị ạ. Em tính em kiểu tính đồng bóng ấy. Lê Lai cứ bị các chị chửi là em đã điên rồi. Cho nên là không bao giờ kiểu như bán linh tinh để các chị cứ lên đây chửi em đúng không? Đây chị này, tối thì các chị nếu các chị muốn hết nhăn ấy, muốn làm trắng da này, muốn hết nhăn này, muốn mờ nám này, các chị dùng sử dụng serum này cho em này. Serum này được của em thì có giá 690.000 đồng. Đấy, 690.000 đồng. Thứ nhất là nó dưỡng trắng, thứ hai là gì nhỉ? Nó mờ nám và nó giảm nhăn. Em chỉ dám nói là nó mờ nám và giảm nhăn. Còn như em dùng da của em lúc trước không đẹp như này đâu ạ. Nhưng mà từ khi dùng sản phẩm này da của em đẹp lên thì em muốn mời các chị. Mà em lúc trước thì em bán nhiều sản phẩm nữa rồi. Đấy, nhưng mà gì? Cái dòng này là em cảm thấy nó bây giờ nó đạt gọi là hiệu quả như em đang chia sẻ với các chị những dòng em đang dùng. Em thấy nó rất là thích luôn. Đấy, cái serum ạ, các chị sẽ bôi buổi tối cho em này, trước khi bôi kem đêm, các chị bôi một lớp serum lên. Đấy, xong các chị vỗ nhẹ cho nó khô, các chị bôi cho em một lớp serum, kem đêm lên. Kem đêm thì nó sẽ có tác dụng là gì nhỉ? Dưỡng trắng da này, mờ nám này. Phải nói là hết nám luôn ý. Trắng da này, hết nám này. Hết nhăn và tái tạo da. Đấy, phục hồi da không bị, các chị càng dùng da các chị vừa khỏe và vừa đẹp. Chứ không có chuyện là càng dùng mỹ phẩm mà da càng yếu đi nhá. Đấy, và không có chuyện là càng dùng các chị càng yếu đi. Cái serum này hàng nhập khẩu của Pháp ạ. Còn kem chống nắng này, à cái gì, kem đêm này hàng của Hàn ạ. Các chị mình nhá. Và kem ban ngày thì các chị bôi cho em một lớp ban ngày thì các chị bôi cho em một lớp gọi là serum lên này. Xong các chị bôi cho em một lớp kem chống nắng này lên ạ. Kem chống nắng thì nó có tác dụng là dưỡng da này, chống nắng này, và bật tông trang điểm luôn cho da, kiềm dầu chống nắng cực kỳ tốt luôn. Đấy là đối với kem chống nắng ngày ạ. Ban ngày thì các chị cũng bôi 2 lớp và bôi ban tối thì các chị cũng bôi 2 lớp. Tất cả của nó là 3 lọ như vậy. Ok chưa ạ? Kem này các chị mình không cần phải đánh phấn nữa luôn. Các chị chỉ cần sử dụng kem mặt như này thôi. Kem chống nắng này thì nó cổ của Hàn. Mặt em đang dùng mấy năm nay như thế rồi đấy ạ. Đẹp dã man luôn. Phải nói là nó hài lòng. Mà rất là nhiều chị nhận được rồi. Chính vì vậy cho nên em ấy đang bị cháy hàng kem chống nắng. Đây này. Còn kem kia thì của nhà em thì có suốt rồi. Nhưng mà cái dòng này của nhà em thì cái mùa này các chị mình gọi là cấp tốc luôn. Đấy, chị nào cũng phải dùng luôn. Da em rất là đẹp đúng không? À, em đang mặc là váy chị ơi, không phải áo nhá. Đấy, em đang mặc là váy ạ. Mã hàng là váy VIP 8 ạ. Đấy, VIP 8 ạ các chị nhá. À, chị bảo em mặc VIP 10 đúng không? Con này VIP 10 ạ. À quên, vừa nãy không mặc luôn bộ 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 ấy cho chị rồi. Bộ LV cho các chị chốt luôn. Các chị lên mã này cho em là VIP 7 các chị nhá. Mã em đang mặc là VIP 7 ạ. VIP 7. Nhìn đẹp quá luôn ý à. Cảm ơn chị Hoa Phan nhá. Các chị lên mã này cho em là VIP 7 ạ. VIP 7 390.000 các chị nhá. Em có size cho các chị từ 48 cân đến 65-66 cân của mã VIP 7 ạ. VIP 7 ạ. Ôi, con này rất là yêu luôn. À, nhìn đẹp quá. Ôi chị ơi, con này nó là đẳng cấp luôn.
Con này nó yêu yêu dã man luôn, em thề luôn là đang bão đơn luôn. Những cái con này rất là yêu luôn ấy ạ. Các chị này, chất thì gọi là mát lạnh luôn, form thì em Lan bao đẹp luôn. Đấy, công sở hay không công sở, mình đi làm đi chơi đều mặc đẹp ạ. Con này ạ, không phải lo gì đến chất. Em đang like này là dòng Quảng Châu cao cấp nhá. Các chị lên cho em mã hàng này là VIP 10. VIP 10 nhá. Nhanh tay thì còn, mà chậm tay là không còn nữa đâu. Em nói thật. Đấy. Ui dồi ôi, em ăn 4 viên kẹo xuống 1,5 cân. Chúc mừng em luôn. Chị cũng đang sướng lên vì đẹp đây. Gì nhở, Quỳnh Dương ạ. Là vì được cứ các chị khen là giờ này em lăn eo hơn đúng không? Sướng. Cố lên em nhá. Cho chị hai cơ hộp kẹo giảm cân ạ. Ok, chị Tuấn Dương. À, chị Tuấn Nguyễn hỏi chị Quỳnh, bạn Quỳnh Dương này này. Các chị mình cố lên. Đấy, rồi ok ạ. Chị N, à cái gì nhỉ? Mi Lê, à Mi gì? N thì đã ok, em chốt đơn ạ. Cố lên để các chị đẹp nhá. Thật sự là em không bị, em kiểu là tính em không ác đâu. Em muốn là tất cả mọi người đều đẹp. Đấy, các chị mình mà không mặc vừa quần áo nhà em bực lắm. Là vì các chị không kiểu như là nỗ lực. Không nỗ lực. Đấy, giảm cân nó rất là đơn giản thôi. Đấy, các chị cứ sợ chết. Các chị sợ chết đúng không? Béo còn chết, còn đầy bệnh còn chết ý. Em nói thật. Hôm qua có một chị khách hàng ở đâu nhỉ? Ở Nam Định à? Hay ở Thái Bình nhỉ? Hài vãi đái luôn. Chị Tuấn Nguyễn ok. Bây giờ chị đặt hai bộ quần áo với lại một cái hộp kẹo giảm cân. Đến nơi chị bảo là chị chỉ lấy hai bộ quần áo thôi, chị không lấy kẹo giảm cân nữa. Bảo ơ, sao lại thế hả chị? Sao lại chị đã dùng đâu mà chị lại không lấy nữa? Chị vừa đặt em, bây giờ em ship đến. Bảo chị sợ ăn vào lắm bệnh rồi chết. Thế bảo bây giờ chị béo ạ. Thế bây giờ sản phẩm thứ nhất là nếu không ok em không dùng vào bản thân em. Cộng với sản phẩm ok em còn phải có trách nhiệm với tất cả các chị khách hàng. Cho nên là mình phải tin tưởng. Đấy, mua đặt vừa ship đến bảo giờ chị ăn và sợ chết. Nếu mà chết thì để béo cũng chết hơn. Còn chết trước ấy ạ, béo là chết trước bệnh. Còn sản phẩm thì mình gọi là đào thải được mỡ ra, nó sẽ giảm bệnh được. VIP 10 chị Trang Nguyễn ok. Đúng không? Ở đây chị cũng xuống được gần 3 cân. Đấy, hôm trước em người em khác và bây giờ em khác rồi. Các chị nhìn em mà thấy khác rồi đúng không? Đẹp lắm luôn rồi. Đấy, như này là tạm thời đẹp thôi, còn chưa lắm lắm đâu. Cũng chưa hài lòng lắm đâu. Nhưng mà cũng cố gắng là sẽ giảm cân. Đấy, kẹo nhỏ em đang hốt lắm, em thật, còn chả đủ hàng, hôm nay là còn hết sạch, mai mới lại có. Đấy, vừa ngon này, vừa đẹp này và vừa khỏe. Đấy, bảo chị ơi, kể cả chị có dùng rồi em vẫn cho chị giả lại. Nếu chị cảm thấy không yên tâm, chị cảm thấy không gì nhỉ, không hiệu quả ấy, chị có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Còn 10 viên, 15 viên em vẫn nhận lại kẹo cho chị. Nhưng bây giờ em vừa ship đến nơi chị lại bảo chị không nhận hàng nữa. Và lý do làm sao hả chị, bảo chị sợ ăn vào nó lắm bệnh chết. Đấy, thế thôi thì chị cứ ôm cái cục mỡ đấy cho chị chết trước đi. Ôm nghĩ nó bực, ơi là bực luôn, hàng thì đang chẳng có bán. Ship đến nơi khách bảo là chị sợ chết. Thế thôi chị cứ ôm cái cục mỡ đấy mà chết trước đi. Hàng của người ta đảm bảo gọi là được kiểm nghiệm, chứng nghiệm hết rồi. Đấy, rất là an toàn và hiệu quả. Bản thân em cũng còn đang là người dùng. Chứ em có nói sai các chị đâu. Em không dùng em không dám mời các chị ý chứ. Đúng không? Đây em dùng được 12, 13 ngày, bây giờ em còn có 2 viên đây. Em xuống được gần 3 cân rồi đấy. Đấy, đi hết chỗ mỡ rồi. Khổ thật ý. Các chị tinh lắm, các chị để ý là em sẽ gầy hơn hôm nọ rồi đúng không? Tạm thời thì đã, còn em vẫn còn gầy nữa. Bởi vì em phải xuống tầm 48 cân thôi. Bây giờ em vẫn đang 50, hơn 50 cân. Hộp kẹo chị My Hà VIP 10 em tặng các chị em nhà mình 420.000 đồng nhá. Size 70, 75 cân đổ lại em nhận đơn. Được không ạ? 75 cân đổ lại chốt đơn VIP 10 cho em. Em tặng các chị 420. Con này nếu mà ra ngoài cửa hàng các chị mua tầm khoảng 600 nghìn. Đấy. Mai gửi tới kem chống nắng một xuôi zoom. Ok chị. Đấy, các chị chỉ cần, em chỉ cần các chị như thế thôi. Đấy, em chỉ cần các chị ủng hộ em dài dài luôn. Em ơi, hôm mai, chị hết kem đêm rồi, em gửi kem đêm cho chị đi. Em ơi, chị hết kem chống nắng rồi, mai gửi hộ chị lọ kem chống nắng nhá. Đấy, đúng không? Các chị dùng không hiệu quả, không tội gì các chị phải dùng tiếp đúng không? 10 ngày, 15 ngày giả lại và không tội gì phải dùng những loại tiếp theo. Đấy, mà em dám bảo hành như thế, các chị phải đi mua ở đâu cho nó mệt. Khổ. Đấy, các chị chú trung thành với em. Có chị bảo chị ơi, thế da chị bây giờ đẹp lên, chị thấy nó sáng lên, bạn bè chị nó cứ hỏi là đợt này da chị đẹp, thế là em mừng lắm rồi. Các chị mừng, em cũng mừng. Các chị mừng 1, em mừng 10.
Kẹo giảm cân 500 một hộp ạ, 15 viên chị nhá. Mỗi sáng ăn một viên cho em. Chị nào mà nuôi con dưới 3 tháng tuổi không dùng được ạ, phụ nữ đang mang thai không dùng được ạ, chị nào bị tiểu đường không dùng được ạ, và tất cả các đối tượng còn lại các chị dùng ok cho em. Đàn bà, đàn ông hoặc là trên tuổi dậy thì, con trai con gái đều dùng được ạ. Các chị mình nhá, trẻ khỏe và đẹp luôn, sản phẩm của nó được an toàn chứng nhận là sản phẩm sức khỏe rồi. Đấy, chiều này mình yên tâm. Còn cứ ôm một đống mỡ đấy mà chờ ngày chết ấy. Cứ là ôm mỡ vào đấy gọi là tập thể dục cũng không tập. Đấy, hơi mệt một tí cũng đã kêu. Đấy, giảm cân thì chưa ăn đã sợ chết. Nhục thật đấy cô. Nhục lắm. Đấy, chết em chết nhăn răng rồi. Chị ạ, em ăn gọi là giảm cân suốt, ngày trước em dùng suốt. Là vì hơi ăn một cái là lên cân. Đấy, còn khi mà bị tăng cân là do từ đợt Tết thôi. Em ăn kiểu như dư âm từ cái đợt Tết ăn uống vào đấy. Xong rồi bị béo thì bây giờ em đang giảm cân lại. Mà cái sản phẩm này em đang dùng nó hiệu quả lắm. Một hộp của nó là 15 viên. Các chị mình muốn ăn ít thì các chị giảm ít thì các chị ăn một hộp. Các chị muốn giảm nhiều hơn ăn hai hộp, và một liệu trình của nó sẽ là 45 viên. 3 hộp ăn 15 ngày một hộp nhá. Đấy, 15 ngày một hộp. Nó hiệu quả dã man luôn đấy chị ạ. Đấy. Em dùng 13 ngày thì hôm nay 13 ngày là em xuống được gần 3 cân. Đấy, rất là dễ luôn. Mỡ đi hết luôn, bụng eo hơn. Đúng không ạ? Con này VIP 10 à, em tặng các chị mình nhà bao nhiêu nhỉ? 420.000 đồng. Dáng của gì nhỉ? Dáng của VIP 10 ạ. Chị ấy vào trung thành 4 năm rồi đấy. Rồi ok, em cảm ơn các chị. Đấy, cứ xinh cứ đẹp em sướng. 46 cân vừa VIP 10 không ạ? Vừa chị Nguyễn Trang ơi. Con này thì tầm khoảng 46, 47 cân trở lên. Và đến 75 cân em nhận đơn. Nó sẽ có hai cái túi ký giả ở đây. Và gì nhỉ? Cổ hai ve ạ. Dáng của nó thì đai liền này. Và gì nhở, dáng đuôi cá A như thế này. Các chị nào mà không thấy con này đẹp thì là bị làm sao rồi đấy. Em nói thật, nó đẹp lắm luôn. Kem chống nắng có giá bao nhiêu tiền? 380 chị Tuấn Nguyễn ơi. Một xe zoom nữa nhé, ok mai báo nhân viên bên em nhá. Muốn hết nhăn ấy ạ, muốn hết nám ấy ạ, các chị dùng xe zoom cho em. Nói thật là cái sản phẩm nó quá thần thánh. Mình dưỡng vào ạ, nó đầy đủ chất cho da. Xong rồi da nó cứ mướt mướt, nó kiểu như nó hết nhăn thì nó sẽ căng. Rất là đẹp luôn. Đấy, khác gì cái cây mà các chị tưới đủ nước, nó khác, đủ chất nó khác. Đúng không ạ? Mà cái cây các chị không tưới nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Đấy, đúng phân, đúng do là nó sẽ tươi tốt. Còn các chị mình cứ để gọi là khô cằn ấy thì nó phải khác rồi, không đẹp được đâu. Chị My Hà ok, em chốt đơn nhá. Dồn đơn nhá. Đấy. Em vẫn xinh, nói thật là em giảm cân đấy. Đấy, em giảm cân từ gần nửa tháng nay thì các chị biết này. Mà em làm việc đến đêm luôn, cả ngày cả đêm. Mà da em không có một nếp nhăn nào. Cộng với là cả em không bị nhìn như là bị mệt. Đúng không ạ? Không bị mệt. Ăn kẹo giảm cân. Chết thèm với nhà em. Ăn kẹo giảm cân vừa ngon vừa dễ giảm cân chị nhờ. Nó đào thải mỡ rất là nhanh. Đấy, đào thải mỡ nhanh lắm. Đấy, các chị chốt đơn mã này lên VIP 10 cho em nhá. VIP 10 ạ. Em tặng các chị em nhà mình giá là bao nhiêu nhỉ? 420.000 đồng, hàng Quảng Châu cao cấp nhá. Chất gọi là cứ bao phê, béo mà cũng không bị lộ khuyết điểm này. Nó co giãn này, và dáng của nó là dáng hơi A. Đấy, và có túi hai bên này, rất là sang luôn. Đây ạ, đây ạ, công sở các chị đi làm được, đi đám cưới được, đi đâu cũng đẹp và lịch sự, sang trọng. Chất thì nó quá đẹp luôn. Em thật là chất quá đẹp luôn. Đấy, mã hàng comment là VIP 10 nhá. VIP 10 ạ, 420.000 đồng. Dáng của nó đây các chị này. Đấy, dáng của nó ạ. Dáng của nó sẽ lỡ hay là nâng cao 1m58. 1m58 thì em đang mặc là bên dưới đầu gối, gần giữa bắp chân. Các chị cao 1m50 vẫn đẹp ạ. Dáng đuôi cá hơi A. Đẹp 1.000 con như 1.000 luôn, không phải chê được con nào. VIP 10 giúp em nhá. Rồi ok, chị đưa lấy tặng một hộp thôi. Nếu mà giảm tiếp thì mình lại lấy tiếp nhá. Giảm tiếp thì mình lại lấy tiếp. Đấy, chị muốn giảm thêm 2 cân nữa, chị muốn giảm 3 cân, em mới gửi cho chị thêm một lọ, một hộp. Đấy, còn chị nào mà mình dùng mà cảm thấy là không ok, các chị có thể giả lại được. Dùng nửa hộp rồi em vẫn cho các chị giả lại được. Bởi vì em nghĩ là cái sản phẩm nó quá hiệu quả, cho nên em khẳng định luôn chất lượng như thế. Không có chị nào mà rảnh háng đi đặt chơi cho vui đúng không? Đặt chơi về kiểu là mình chưa dùng đã là sợ chết như cái chị Thái Bình hôm qua là em buồn lắm thật. Buồn ơi là buồn luôn. Em chia sẻ gọi là không có lòng tin, sống không có lòng tin một cuộc sống thì mệt lắm. Nhìn thấy ai cũng là kẻ gian, kẻ kiểu như là kẻ ác ấy. Mệt lắm. Không bao giờ đẹp được luôn. Có những người gọi là như là gặp được như là gì à? Gặp được quý nhân ấy. Đấy.
Tại sao các chị bảo lấy thuốc tứ nơi rồi không được mà đến cái ông bác sĩ kia hoặc là đến cái ông thầy lang kia uống thuốc lại khỏi này, hoặc là mình dùng rất là nhiều kẹo giảm cân rồi đấy nhưng mà không được, mà đến lúc dùng nhà em lại được, đúng không? Chị dùng những sản phẩm khác không ok, nhưng đến nhà em lại bảo ừ sao lại tự nhiên mua được nhà cái con bé đấy là cái kẹo giảm cân đấy ăn lại xuống được mấy cân đấy, kiểu như thế rất là gì. Bây giờ các chị không có lòng tin thì em cũng không biết kiểu gì luôn đấy. Các chị cứ sợ là em lừa các chị mình, đến nỗi em phải mang bản thân ra em ra để thí nghiệm tất cả các thứ đấy. Kem body thì phải mang về bôi đã, sướng đã, đẹp đã, chất lượng hiệu quả đã, rồi bắt đầu mới nhập hàng để mời đấy. Rồi kem mặt em phải bôi cái mặt em cái đã, cái kem nám, cái serum cũng thế, em phải bôi một thời gian em cảm thấy nó hiệu quả thì em mới nhập hàng em chia sẻ, chứ không phải là em lấy tràn lan về đây em mời các chị đâu. Quần áo thì có thể em ồ ạt được là vì em sờ chất ok là em lên form ok là em bán, nhưng thứ nhất là dòng mỹ phẩm dùng vào người hoặc là kẹo giảm cân không ok em không bán. Bởi vì là gì, mình có biết cái chất lượng nó chưa dùng mình không thể hiểu được chất lượng như nào đấy. Thậm chí là như này, công ty người ta gửi sản phẩm cho em bảo em ơi chị cứ cho khách hàng nào dùng thử đi, xong rồi ok thì chị nhập hàng giúp em. Mà không, chị phải dùng vào chị đã. Em dùng ấy ạ. Đấy, em dùng thì em ok em mới nhập. Vì em mình dùng mình mới biết cảm nhận nó như thế nào để mình tư vấn khách hàng, đúng không? Cho khách hàng thì dùng thì biết đâu được như nào, đúng không ạ? Thế nên là em gọi là có tâm với các chị lắm rồi. Đấy, nay Lý chăm chỉ nhỉ, chả lắm Lý chăm chỉ lắm vì mưa ấy, rảnh háng ấy, không lượn được ấy. Đấy ạ, ok chị. Chị Mi này, em gì đấy lấy kẹo giảm cân luôn đúng không ạ? Chị Hảo Bùi và Lý hôm nay chăm chỉ thế. Hảo Bùi hôm nay lấy con VIP 10 chưa? Chị Hảo ơi, lấy con VIP 10 này chưa? Không là tiếc mãi mãi luôn đấy, em nói thật. Chị Hảo, chị bảo lấy cái gì ấy, chị này. Lấy cho chị nào ấy. Đẹp lắm. Bạn chị ấy. Kẹo giảm cân bao nhiêu tiền ạ? Một hộp 15 viên chị mình nhá. Một hộp 15 viên thì là nó sẽ làm 500.000, 15 viên. Mưa à, không bắt được chim mà. Ở đấy mưa nó chim nó ướt hết rồi chị ơi. Nó không đấy, chim nó ướt hết rồi không bắt được nên nó phải đi ra đây mấy em Lan. Đây chị này, ngon này, đẹp này và khỏe ạ. Nhá các chị nhá. Dùng nó đào thải mỡ qua đường nước tiểu ạ. Đấy, ăn uống không bị mệt gì hết. Đấy, rất là dễ ăn thôi. Hướng dẫn sử dụng thành phần của nó ở đây rồi hết rồi. Mình check mã thoải mái. 15 vôi viên ạ. Mình ăn 15 ngày giúp em nhá. Đầm chị mặc là 420.000 đồng. Đấy, đúng rồi. Con này đang like thì mất điện. VIP 10 cộng kẹo chị Tuyến Hoàng lên cho em số điện thoại đi. Ăn cái kẹo hộ em cái nhá. Coi như là các chị thử trải nghiệm. Bỏ ra vài trăm nghìn thử trải nghiệm đi. Chỉ cho bớt mỡ. Eo đẹp hơn. Đấy, cho tự tin hơn. Nhẹ hơn. Đấy, thoải mái hơn. Đấy chị nhá. Comment cho em Lan mã này VIP 10 đi ạ. Đẹp không tì vết luôn ạ. Hàng co giãn và đanh ạ. Và chất mát nhá. Đấy. Đấy. Ok chưa ạ? Chốt rồi nhá. Hôm nay em chốt cho chị ba con. Chốt rồi. Nhưng mà không biết có con này không. Cả con đâu. Hình như chị là 78 mười mấy sao. Không biết có con 10 không. Chị ai ấy chị Hảo. Thế à? Con này là 10 nhá. Con này là VIP 10 ạ. VIP 10 ạ. Mẫu em đang mặc là VIP 10 ạ. Đẹp lắm chị ạ. Nó tôn dáng lắm, vào cái chiếc của nó sướng. Đấy. Mẫu em VIP 10 và kèm số điện thoại hàng Quảng Châu ạ. Chị Lý mặc là VIP 9 ạ. Đấy, hàng co giãn như này ạ. Có túi hai bên ạ. 390.000 thôi. Em tặng các chị là 390.000 đồng. VIP 9. Đẹp lắm chị ơi. Mình cứ yên tâm nhá. Nhìn rõ cho em chưa? Con VIP 10 chưa? Để em qua mã. VIP 10 cho em chưa? Màu rất là sang, không cần phải nhiều màu ạ. À. Đấy, em qua mã luôn nhá. Các chị lên mã này cho em là VIP 9 nha chị nhá, VIP 9 đấy ạ. À. VIP 9. Đẹp quá, con đấy đẹp chị đấy ạ. Chị mặc đẹp. Ngoài đẹp lắm các chị ạ, à. Ngoài nó còn có cái anh nhũ rất là đẹp luôn, ở trong like các chị không nhìn thấy anh nhũ. Chất nó đanh đẹp lắm. Mã VIP 9 nhá các chị nhá, VIP 9. Size 75 cân đổ lại đi chị. 390.000 em có size cho các chị từ 48 cân đến 75 cân các chị nhé. 48 cân đến 75 cân của mã VIP 9 đấy ạ. Hàng Quảng Châu tất nhá các chị nhá. Những em này đang ở Quảng Châu. Các chị mình đặt gì thì lên số điện thoại nhá. Chị lấy một hộp giảm cân ok chị Thảo ạ. Mai thì sáng mai nhà em sẽ gọi điện chốt đơn ấy. Các chị để ý điện thoại giúp em nhá. Hộ thân em cứ chui ra chui vào, đầu tóc như con rổ. Đầu tóc như con rổ luôn.
Lý đọc comment đi Lan, nó không quên, nó hay quên nhưng mà Lý thì lại cận lòi ra. Đấy, em cũng cận lòi nhưng mà em vẫn còn cận ở tốc cận còn đỡ Lý, còn cận gọi là tốc độ sắp phải đeo kính đến nơi rồi. Viết tám mà chị Nguyễn Thu gì nhỉ? Chị Thu Nguyễn ok ạ, à, chị Hương Trần ok ạ. À. Đấy. Comment cho em đúng mã hàng ạ. À. Mã này màu đẹp, đẹp lắm chị ạ. Ở ngoài nó đẹp hơn những cái những cái đường kẻ này này, những ô kẻ này nó cứ có cái nhũ nhũ lên ý, cái ánh lên nhìn trông nó sang lắm, mà cái chất của nó mát lắm chị ạ. Chất của nó rất là mát luôn. Đấy, chỉ nhìn chim là giỏi chim á, chị nhìn còn khéo nhìn giỏi hơn ý. Cứ đổ tội cho người khác, muốn ăn thì gấp bỏ cho người, chim thì ai chả thích. 3 ngày mà không được bữa chim tần hay chim quay là gọi là cứ rũ rượi hết cả lượt. 3 ngày không được bữa chim nào là rũ hết cả lượt ý. Đây là chị này, cái phần cổ này nó may liền hết, có lưới mát lắm. Tay này cũng thế nhá. Em Lan đang mặc là VIP 11 đúng không? VIP 11. Em Lan làm VIP 11 ạ, 75 cân đổ lại em nhận đơn nhá. Đây ạ, đây này, nó sẽ may liền tất. Cái áo này trong nó may liền với cái thân ở trên hết. Mặc chui vào cái là xong thôi. Và cái phần này nó che khuyết điểm bụng cho các chị em nhà mình. Đấy, 70, 75 cân ok. Đấy, chị thịt chim chứ không nhìn á. À ư đây. Thì vừa nhìn với vừa ăn. Vừa nhìn vừa ăn chị ơi. Không nhìn ăn nó không ngon đấy chứ. Mã hàng cho em Lan là VIP 11 ạ. À. 75 cân đổ lại em nhận đơn. Chị Lý là VIP 9 ạ. À. VIP 9 ạ. À. Em tặng các chị em nhà mình là 390.000 đồng. 390.000 đồng lên mã hàng cho em Lan là VIP 11. VIP 11 ạ, à, màu đỏ như này các chị nhá. Đấy, thân nó là may liền hết. Đấy, nó may liền như này cho các chị đẹp nhà mình. Đấy, và phần tay nó là lưới như này, cái áo ở trong cũng như vậy. Và chất co giãn và mát. Đấy, co giãn và mát ạ. À. Lý nó dịch, nó cứ tủm tỉm thảo nào không thấy gì Lý dịch. Là cứ cười suốt vậy thôi, đúng rồi. Đấy, có vấn đề là đang hiểu là chị nói gì, nhưng mà cứ nói vấn đề chim cò là bà cứ mắt cận cận tốc độ 1 thì bây giờ bà lên là cận mấy luôn, là bà không nhìn thấy gì, coi không nhìn thấy gì, cứ cười thôi. Lý được hay nói đến chim là chỉ có cười. Đấy, túi hai bên các chị đẹp nhá, túi hai bên ạ. À. Comment cho em Lan mã này là VIP VIP 11. Đây ạ, à, cổ của nó sẽ là cổ hai ve như dạng giả vét. Chất của nó đẹp lắm chị ạ. Chất đẹp. Đấy. VIP 11, VIP bên trong mặc là VIP 9 đấy chị nhá. Mấy đứa chị chưa nhận được hàng à? Mai khác nhận được, thứ hai khác nhận được nhá. Kiểu như là bị thiếu hàng ấy. Thiếu hàng thì có thể là gửi chậm 1-2 hôm. Đấy. Tóc em dạo này mượt thế, đúng rồi, chăm chỉ gội đầu lắm chị ạ. Đấy, chăm chỉ gội đầu lắm. Đấy, trừ những là nó bẩn quá, nó bết vào thì nó mượt. Các chị yêu mã này không ạ? Comment cho em Lan là mã này là VIP 11 ạ, à, hàng Quảng Châu cao cấp ạ. À. Em tặng các chị em nhà mình giá 390.000 đồng. Đấy, 390.000 đồng. À chị Hảo Bùi ơi, đi được giày cao không? Hảo Bùi ơi, đi được giày cao gót không? Đôi giày của em đang đi này đẹp dã man con ngan luôn, nay vừa tậu được ấy, đi thích lắm. Không bị đau chân đâu mà lên form đẹp lắm, mặc váy đẹp ý. Này thì con này chị có đi giày cao được không hay là chị toàn đi giày bệt? Hả? Hôm nay con này thì cho vào viện bảo tàng được rồi, đeo con người. Ừ. Yeah. Không. Không. Để đấy. Nó có cống hiến nhiều cho đất nước về viện bảo tàng gì. Cứ để đấy, con này đi cũng sướng. Mà con này hôm nay đi là thích này. Hảo ơi, con giày đẹp không? Đi thích lắm, vừa chắc chân mà lên ở ngoài đẹp lắm. Mặc váy đẹp. Cho chị à, à thế à, thích không? Thích cho hay nào? Thích tặng à? Lý thích, Lý bảo mai đi tìm mua đấy. Không biết có còn không nữa cơ. Chị đi giày bao nhiêu, size bao nhiêu? Em phải đi tận 38. Chị thì toàn đi 15 phân. Ừ, bà này toàn đi kiểu như ngất ngưởng ấy. Để mặc như ở dòng dã hội ấy. Đấy, dòng dã hội. Cao, cao là như cái đôi giày kim tuyến của em qua đi mặc áo dài ấy. Đấy. Đây, đôi này mới có 9 phân hay 11 phân ấy. Đôi này 11 phân nhưng mà lại đế đằng trước lại thấp. Thế là chân chị bé hơn em, chân em đấy. Chân em là đi 38. Đấy, chị ở Bùi ở chân 37, Lý cũng đi 38 luôn ấy. Đấy, các chị có chốt mã này comment cho em Lan mã VIP VIP 11. VIP 11 các chị nhá, chị qua một mã nữa cho em đi. Đấy, VIP 11 ạ. VIP 11 ạ. Con đấy có. VIP 11.
Thì chân người ta to chả vãi, làm sao chân to thì phải đút vào cái to chứ. Khổ thật đấy. Ai đi size 38 người ta còn đi 39. Rồi ok chị Huế gì ạ? VIP 11 ạ, ok. Chị lên cho em con VIP VIP mấy nhỉ? VIP 4 đi chị. Đấy. Đẹp lắm chị ơi, con này thì khó phải chê luôn, chất của nó kiểu mát lắm. Đấy, mát ơi là mát luôn. Và cái dáng này thì nó không kén người mặc, nghĩa là các chị béo bụng một chút cũng được. Đấy, mặc nó không bị lộ khuyết điểm lên, mà rông trông rất là sang. Ví dụ là các chị đi đám cưới hoặc là các chị đi lên lớp, đi học ấy, đi làm ấy, công sở ấy, công chức nhà nước ấy, các chị mình mặc nó vừa đẹp vừa đứng đắn như thế này. Đấy, và rất là thời trang, nó pha phối tông sẵn cho mình rồi. Đấy, đúng không ạ? Dáng của nó dáng A vừa tầm như này nhá các chị đẹp nhá. Comment cho em Lan mã VIP 11 kèm số điện thoại ạ. VIP 11 ạ. 390.000 đồng, đừng lo đến chất nhá. Đấy, đừng lo đến chất, bởi vì là con này chất của nó đã quá đẹp rồi ấy. Còn hàng này mà các chị chê chất nữa thì em chịu luôn. Đấy, đây ạ. Còn VIP 4. VIP 4. Con này cắt mã luôn nhá. Con này em còn khoảng tầm 3 con, 4 con gì đấy thôi. Con này em cắt mã luôn, tặng các chị em nhà mình là bao nhiêu? VIP 11 cho chị Thúy Nguyễn, ok. Nào, comment đúng mã hàng cho em đăng mã nghĩ mã này xem là như nào. Các chị mình chia sẻ like giúp em nhá. Mã này em còn ít thôi này. Bộ canh mặc chính giữa là set liền chị ơi. Chị Nghĩa Ngôi. Set liền nhá. Chính giữa là VIP 8 đấy. Có đấy là VIP 8 đấy ạ, set liền ạ, không phải set rời đâu ạ. Đấy, à quên, chưa quay đằng sau cho chị xem. Ở đằng sau đây. Một tí đã các chị ạ, chị không nhìn thấy đằng sau. Con này em đang mặc là VIP, VIP 11 đấy ạ. VIP 11 các chị nhìn nhanh của em qua mã nhá. Đây ạ, nó sẽ là suông suông vừa vừa thôi. Không quá ôm mọi người để cho mình khó chịu. Và đằng sau của nó sẽ không xẻ đâu ạ. Giá của nó sẽ là hơi A như thế này này. Đấy, mình bước đi bước lại nó rất là dễ luôn. Đấy, rất là dễ. Và phần xẻ như này các chị nhìn rõ dáng cho em để em qua mã. Em đảm bảo là ở ngoài các chị mặc đẹp hơn. Đẹp hơn ở trên like rất là nhiều. Comment cho em đan mã VIP 11 và kèm số điện thoại ạ. Đấy, VIP 11 ạ. Đấy, các chị lên mã này cho em là VIP 4 các chị nhá. VIP 4. Hai màu, màu đen và màu đỏ các chị nhá. Mã VIP 4 ạ. 310. Tặng các chị 310 luôn. Hết tặng luôn. Các chị 310.000 nhá. Con này thì ít thôi. À, chỉ có SML thôi, có nghĩa là MLX thì nó tương đương với SML đấy. Chứ mình đang L nó bằng M. Bé mà. Đấy, con này ủa. Con này đẹp lắm, em còn vài con thôi. Em này, con này thì em cắt mã luôn. Đấy, em tặng các chị mình 310.000 đồng. Chốt nhanh nha, ai còn sai thì em chốt này. Con này em tặng các chị 310. Đẹp lắm các chị ơi. Con này VIP 4 giúp em nhá. Tặng các chị 310. Có váy ren không? Váy ren hay là váy váy gì nhỉ? Hay là váy quen. Quen có ạ. VIP 8 bao nhiêu tiền á? Chị ơi, con này em tặng các chị 390 một set đấy. Con này đẹp dã man luôn. Con này thì gì nhỉ? Size SML, à cái gì? MLXL. MLXL nhưng mà tương đương với là SML thôi. Đấy, SML. Ui ôi. Cái block bốn nằm này. Nợ nần. Mình thích má 7 lắm, bóp vào tí được bạn Như An ơi. Thích vào tí thì bóp vào được. Đấy. Bóp vào được mà. Các chị ơi, hàng này co giãn nha, em còn ít thôi, chị nào vừa thì comment. Em tặng các chị 310.000 đồng. Lên cho em mã hàng là con này con body nhá. VIP 4 ạ. VIP 4 ạ, 310.000, màu đỏ đô ạ và màu đen ạ. VIP 4 ạ. Hàng body co giãn ạ, bao đẹp và bao sang. Con này em cắt mã thì em xin phép là tặng tặng các chị là 310. Em mặc VIP 8 chị xem. VIP 8 là con canh đúng không? Rồi ok ạ. 56 cân chị Thúy Nguyễn, Thúy Nguyễn lấy cái gì đấy hả chị ơi? Mình comment đúng mã hàng kèm số điện thoại cho em nhá. Mã hàng kèm số điện thoại ạ. Em tặng con này thì còn ít lắm. Đấy, các chị nào vừa thì chốt đơn thì lại em xem là các chị có vừa không. Em tặng các chị giá 310.000 đồng. Co giãn ạ. Hôm này em lấy váy quen á. Quen em có hàng mà. Có quen có hàng nhưng mà không có nhiều ấy chị ạ. Đấy, không có nhiều đâu.
Bởi vì là cái mẫu mới nó ra nhưng mà giá của nó cũng cao lắm. Thật sự là cũng 1,5 triệu, 1,6 triệu một cái váy quen cơ. 1,5 triệu, 1,6 triệu chị mua dòng này vừa tiền nhưng mà mẫu mã hình thức đẹp mà chất ok là được chị ạ. Đấy, chất ok là được, không cần phải là quá đắt, bởi vì là quá đắt mình có điều kiện mình cũng dùng. Thế nhưng mà giá tiền hợp lý, nhưng mà cái chất liệu em đã nói là ok rồi, cộng với là cả gì nhỉ? Chất lượng ok rồi, nhưng cái form, cái kiểu cách mình cảm thấy đẹp ấy, bởi vì chị em mình là ưa hình thức. Đấy, chất liệu nó là một phần thôi, quan trọng là cái hình thức nữa. Cho mình con VIP 4 màu đen á, rồi ok, M nó là S nhá. M nó là S đấy ạ, bởi vì XL em chốt đấy là M thôi. Con này là VIP 4. Đấy, M là S. Đấy, mà L là M thôi. Đấy, em đang mặc là M, à L đấy ạ. Đấy, em với chị Lý là đang mặc size L, nghĩa là bình thường mà em mặc size size M thì con này là em mặc size L. Đấy, mình cứ để lại đúng mã cho em bởi vì là tùy form. Con này em tặng các chị 310 nghìn, hết mã nhá. Lúc trước các chị mua đắt hơn thì thôi, bây giờ là em cắt mã luôn. Nhà em là like vài like là em cắt mã luôn, ví dụ còn thì em cắt, mà không còn nữa là thôi, là em cũng không nhập nữa. Bởi vì không nhập tràn lan nữa ạ. Đấy, còn ít thôi. Các chị chốt đơn thì lên VIP 4 giúp em kèm số điện thoại ạ. Hàng body ạ. Và co giãn như thế này ạ. Lên rất là đẹp và trẻ trung và sang nhá. 310.000 đồng. Lên mã hàng cho em Lan là VIP 4 và kèm với số điện thoại. Tay của nó chấm bi này. Nhớ kèm cân nặng vào và kèm mã cho em nhá. Tay của nó chấm bi nhỏ như này, hai lớp ạ. Đấy, không bị lộ bắp tay ạ. Và kiểu như là nó cũng co giãn nhẹ cho mình. Đấy, tay em cũng rất là to nhưng không hề bị lộ bắp. Và rất là trẻ ạ. Em thích những cái tông phối ấy. Tông phối lên nhìn nó rất là sang. Đấy, các chị comment cho em Lan mã hàng là VIP 4 kèm số điện thoại màu đỏ nhá. Và màu đen ạ. À. Đấy. Màu đỏ và màu đen chất có co giãn nhá. Mình lên mã và lên số điện thoại cho em với. Mã và kèm số điện thoại ạ. À. Các chị lên mã này cho em là VIP 4. VIP 4 màu đen này ạ. À. Tặng các chị có 310.000 đồng của mã VIP 4 ạ. À. VIP 4. Màu đen và màu đỏ ạ. À. VIP 4. Yêu ơi là yêu luôn. Đẹp lắm. Các chị ơi, mã này là gì nhỉ? VIP 5. Con này là VIP VIP 5. Con này VIP 5 nhá các chị đẹp nhá. Rồi ok. VIP 5 ạ, màu đỏ đô ạ. Các chị ơi, VIP 5 đỏ đô. Đẹp nhỉ. Nó vẫn là rất là tự tin luôn nhá. Rất là tự tin, cổ của nó có lưới này các chị đẹp này. Đấy, cổ nó có lưới và chất thì co giãn nhẹ thôi. Bao sướng luôn. Con này thì đến 60, 61, 62 tùy chiều cao. Gửi hàng cho chị về. Chị nhận, chị không biết inbox chuyển khoản được. Được, chị ơi cứ nhận hàng thanh toán tiền giúp em. Bao giờ chị nhận hàng thì chị thanh toán tiền của em là ok nhá. Ok chưa ạ? Chị cứ nhận hàng chị thanh toán tiền. Được ạ. Đây các chị ơi, con này màu đỏ đô ạ. À. Con này của em Lan là VIP 5 à, cái gì VIP 6 phải không chị? VIP 5 chứ. À con này VIP 5 phải không? VIP 5. VIP 5 đây. Đấy, VIP 5. Có màu da với lại màu gì nhỉ? Đây. Màu da với lại màu đỏ đô với lại màu hồng. Màu hồng thì còn ít thôi. Đấy, con này đẹp dã man luôn đấy các chị ạ, 62 63 cân tùy chiều cao. 350.000 đồng. 350.000 đồng. Đấy. VIP 5. Đẹp lắm, màu da đẹp nhỉ. Nhẹ nhàng. Màu da này. Đấy, nó có màu hồng nữa. Có màu hồng nữa. Mã hàng kèm số điện thoại ạ. Các chị comment cho em đúng mã và kèm số điện thoại nhé. Con này là màu đỏ đô chị ơi. Màu đỏ đô này. Em đang sẽ có màu đỏ đô. Màu da của chị Lý đang mặc là VIP 5. Tầm 62 cân đổ lại em nhận đơn. Và màu hồng ạ. À, em đang mặc là màu đỏ đô kiểu như là đỏ đô sáng nhá. Đấy, không phải là màu đỏ trầm quá mà cũng không phải tươi quá, cho nên là không sợ khó mặc ạ. 350.000 đồng. 350.000 đồng. Chất này không nhăn ạ. Đấy, không nhàu ạ. Không giãn nhiều nhưng mà bao sướng ạ. Đấy, bao sướng nhá. Hàng chuẩn đẹp luôn. Comment cho em Lan mã hàng là VIP 5 và kèm màu. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại.
màu da màu hồng. Tôi để đấy mặc luôn chị ạ. Đấy, màu da màu hồng và màu đỏ đô. Nơ ạ. Và cổ có lưới ạ. Chị Phạm Khuyến em chào chị. Các chị vào like cho em xin mỗi chị một chấm vào bài và chia sẻ like hộ em nhá. Chia sẻ like để mời bạn bè giúp em với ạ. Đây ạ, con này xinh ơi là xinh luôn. VIP 5. Đấy. Comment cho em Lan mã VIP 5 và kèm màu đỏ đô. Kèm VIP 5 và kèm số điện thoại. VIP 5 màu đỏ 55 cân vừa chị Nga ơi, đẹp luôn, size L ạ. Mình cứ lên VIP 5 và kèm số điện thoại chuẩn em nhận đơn. VIP 5 và kèm số điện thoại em nhận đơn nhá. VIP 5 lên số điện thoại cho em, mai lấy màu gì, size bao nhiêu cân nhà em tư vấn size. 62 cân đổ lại em bao đẹp. Con này thì chất không co giãn nhiều nhưng mà rất là thích. Mặc nó rất là thoải mái và hơn nữa là cái form của nó rất là đẹp. Đấy. Đẹp và trẻ ạ, dáng xòe kiểu như là xòe A thôi. Nó không phải là xòe bồng. Đấy, VIP 5 và kèm lên số điện thoại nhá. Thiếu số điện thoại nhà em không nhận được đơn ạ. Đây ạ, cái cổ của nó sẽ là có lưới này, không phải là cái cổ da của mình đâu. Đấy, không phải là cổ trần đâu ạ. Đấy, nó sẽ là cổ vuông như này. Và nó sẽ có lưới, một cái lớp lưới như này cho các chị đẹp. Nó rất là đẹp và kín đáo, không bị hở hang quá. Trẻ mặc được và trung mặc đẹp. Màu này thì em đảm bảo là ở ngoài chị đẹp nhà mình nhận được ai cũng khen. Đấy, chị Trần Thị Mai em xin chào ạ. Cho em xin mỗi chị đẹp một nút chia sẻ về trang cá nhân của các chị ạ. Mai để tìm thấy em nó dễ hơn nhá. Đấy, VIP 5 màu đỏ ạ. Nhận được mà chị nào mà chê cái màu đi thì em nói thật là chắc là mắt bị làm sao. Em cũng để lại mặc con này, màu nào cũng đẹp. Chị Nga ok. VIP 5 và kèm số điện thoại ạ. Hello chị Việt Bắc Nguyễn ạ. VIP 5 vâng. Đây là màu da chị Lý mặc nhá. Rất là nhẹ nhàng, em sẽ qua luôn tông màu hồng cho các chị đẹp nhà mình. Ai vào sau các chị cứ lên đúng mã cho em thì em nhận đơn. VIP 5 và kèm màu đỏ. Đấy, VIP 5 kèm màu đỏ. Màu đỏ đô sáng cũng không hẳn là màu đỏ trầm. Nếu như trầm quá, đô quá nó sẽ kén da. Đỏ quá nó cũng sẽ kén người mặc. Đấy, và như là gì, cái màu của em gọi là bao chuẩn đẹp. Để em đứng xa một chút cho các chị nhìn dáng. Dáng của nó là lỡ lỡ bên dưới đầu gối một chút. Nó mềm lắm. Dáng của nó không hẳn là xòe bồng đâu, nó là xòe A thôi. Đấy, rất là tôn dáng luôn cho các chị luôn. Mã hàng cho em Lan là VIP 5 và kèm với số điện thoại. VIP 5 các chị nhá. VIP 5 ạ. Chị nào vừa nãy bảo em lên VIP 7, VIP 8 thì đấy thì xem lại like giúp em cũng được. Xem lại like đặt lại cho em nhá. Thì cứ comment lại số điện thoại cho em nhé, em nhận đơn. Đấy. Các chị cho em xin mỗi chị một lượt chia sẻ nhá. Em đang live stream ở trên trang page mới nên là mong rằng các chị ủng hộ em ở trên trang này ạ. Đây chị Lý đang mặc là màu hồng. Đấy, mã này cho em là VIP 5. Đẹp ơi là đẹp luôn. Yêu lắm. Mai gửi áo dài cho chị đi. Hôm nay có gọi em đấy. Cho em đi chị ơi, hôm nay chị có gọi em là chị bảo là cái màu hồng chị không về được hàng đâu. Em có đổi sang màu đỏ, màu vàng thì có luôn. Còn cái màu hồng thì chị đang không về được. Nhưng mà em lại không nghe máy Hương Quân Thị nhá. Đổi sang áo dài màu đỏ thì có luôn. Áo dài màu hồng thì có, à màu vàng thì có luôn. Nhưng màu đỏ, màu hồng của em thì không có. Đỏ với vàng là có. Đấy, chị bảo em là gọi điện thoại cho em lúc tối ấy, là bảo em đổi màu không, nếu em chẳng nghe. Em không nghe máy, không đến lúc là em lại trách chị là không bảo em. Đấy, VIP 5 ạ. Xinh ơi là xinh luôn đấy chị ạ. Xinh lắm. VIP 5 các chị đẹp nhá. Đấy, VIP 5 là màu hồng. Đây các chị lên mã này cho là VIP 5 này. Màu đỏ này. Màu đỏ và màu da các chị nhá. Cái màu hồng này, màu hồng phấn rất là đẹp luôn các chị nhá. Mã VIP 5. VIP 5 đây ạ. VIP 5 của màu hồng đấy ạ. Màu hồng, màu đỏ và màu da các chị nhé. Em có 3 màu của mã VIP 5. 350.000 đồng. Mã VIP 5 các chị nhé. 350.000. Đây VIP 1 đây chị ơi. Bây giờ lên VIP 1 đây chị. Chị bảo hỏi VIP 1 ạ. Chị bác lên VIP 1. Bây đây. Giờ em lên VIP 1 đấy nhá chị. Con nhá. Này cũng em cũng cắt mã luôn thôi chị ạ. Con này cũng còn ít lắm, không đủ size nữa đâu. Lan ơi mặc VIP 1 chưa đây chị này. VIP 1 như hôm nay nhà em cũng lẻ size rồi. Em tặng các chị mình là giá bao nhiêu nhỉ? Con này lúc trước là 40 cân. À 40 à, hơn 40 cân đến tầm khoảng 60 cân là đẹp. À 63 cân là đẹp. Nhưng mà hôm nay nhà em cắt mã rồi. Đấy, hôm nay em sẽ cắt mã nhá. Tặng các chị bao nhiêu nhỉ? Gửi màu đỏ cũng được à? Rồi ok. Cũng được cái gì? Em gửi cho chị, à chị gửi cho em đi, em thích lắm rồi, lại còn cũng được. Con này tặng luôn các chị 310.000 đồng nhá.
Hết rồi ạ, con này là em cũng cắt má, em không về được hàng bù nữa đâu ạ. Nhà em còn cái gì em tặng nhà mình cái đấy. Mai để lại size số nhà em xem là có size vừa thì em sẽ gửi các chị. Comment cho em lan VIP 1 và kèm số điện thoại, kèm cân nặng. Màu đỏ đô sáng và màu đen. Con này em tặng các chị 310.000. Được không ạ? Dáng của nó sẽ là dáng kiểu như là xòe A nhẹ thôi. Xòe A như thế này. Rất là dễ mặc, 62, 63 cân đổ lại. Đấy, 62, 63 cân đổ lại. Đấy. Comment cho em lan mã VIP 1 ạ. Màu đen chị Lý đang mặc và em đang mặc trên người là màu đỏ đô. Giá em tặng luôn là em sẽ cắt mã là 310.000 đồng. 310.000, hàng này co giãn 4 chiều. Đấy, 310.000 đồng mình lên mã hàng VIP 1 cho em. Đúng mã mà nhá. Cái tay của nó sẽ là phần kiểu như là chất này nó là gọi là gì nhờ, vải kiểu như dạng vải tơ ấy chị ạ. Tơ rất là yêu luôn. Rất là điệu và rất là trẻ trung. Trẻ mặc được và trung mặc đẹp. Tay của nó sẽ đồng điệu như này. Đấy, các chị nhìn rõ rõ giúp em, không bị lộ bắp tay được. Đấy. Các chị lên đơn mã này là VIP 1 và kèm với số điện thoại, kèm cân nặng hộ em. Mai các chị vừa size nào còn hàng em sẽ báo các chị mình. Đấy, em xem là về giá 310.000 đồng. 310.000 đồng chốt đơn VIP 1 ạ. 310.000 VIP 1 màu đỏ. Hàng co giãn và có size. Đấy, nhưng mà bây giờ thì nó lẻ luôn và em không nhập được hàng nữa thì là em sẽ tặng các chị mình về giá rồi. Ok chưa ạ? Chốt VIP 1 thì comment cho em VIP 1 kèm số điện thoại nhá. Đúng mã hàng nhà em nhận đơn nhá. Sai mã, sai số điện thoại nhà em không nhận được đơn ạ. Các chị chốt đơn cho em VIP 1 và kèm số điện thoại. 310.000 đồng. Em đang mặc màu đỏ. Kéo khóa ở đằng sau lưng và chất co giãn 4 chiều. Đỏ đô lên like là bị tươi hơn mất một tông rồi đấy ạ. Đấy. Lên like bị tươi hơn mất một tông. Co giãn, có size 62, 63 cân đổ lại. Đấy, VIP 1 màu đen và VIP 1 màu đỏ ạ. Các chị mình chia sẻ cho em một lượt về trang cá nhân giúp em nhé. Để cho bạn bè các chị nhìn thấy em và mình tương tác ạ. Thì là lần sau nhà em cứ live stream ở đây để các chị nhìn thấy, các chị ủng hộ em. VIP 5 bao nhiêu chị ơi? 350.000 đồng. Con VIP 5 là 350.000 đồng. Con VIP 1 này là cắt mã luôn rồi là 310.000 đồng. VIP 1 màu đen 60 cân để mai em còn thì em chốt đơn nhé chị Tình Thảo nhá. Đấy. Mình cứ chốt đơn lên đúng mã đi ạ. Những con này thì chất quá đẹp luôn, form đẹp ạ. Đấy, dễ mặc đồ lắm. Đấy, VIP 1 ạ. Ok, mình kèm cân nặng cho nhà em với. Kèm cân nặng nhá, mai nhà em lọc xem là còn size nào ạ. Đấy, những cái mã là em chỉ chạy mẫu một lần thôi. Thì ví dụ nó lẻ size 1, 2, 3 con hoặc là 5, 3 con. Mà nó lẻ size số thì em sẽ về giá cho các chị nhà mình. Được không ạ? VIP 1 và kèm màu đỏ. Con này quá là yêu luôn. Đơn giản. Không hở hang nhưng mà rất là trẻ. Đấy, em sẽ qua nhanh một mã, hai mã nữa nhá. Mai chạy like nó dễ. Chị lên cho em luôn con VIP tay, hai tay đấy chị. Ừ, con này luôn đi. Đẹp lắm. Kèm cân nặng giúp em đi các chị. Kèm cân nặng giúp em nhá. Mã hàng kèm số điện thoại, kèm cân nặng ạ. Sợ nhà một ngày nhà mình uống hết một bình nước này luôn. Còn uống những chỗ khác nữa chứ. Xuống nhà gặp dưới nhà uống dưới nhà. Phải ngồi uống đây đâu. Chị về nhà chị chứ không phải uống nhà chị chứ. Đấy, đẹp lắm, hàng co giãn các chị ạ. Ở ngoài nó đẹp hơn là vì lên like nó bị tươi hơn mất một tông. Đấy, tươi hơn mất một tông. Comment đúng mã hàng là VIP 1 kèm số điện thoại kèm nhớ, kèm cân nặng giúp em các chị đẹp nhá. 62, 63 cân đổ lại ạ, 310.000 đồng. VIP 1 kèm số điện thoại ạ. VIP 1 kèm số điện thoại ạ. Được rồi. Đẹp quá. Đấy, con đấy lên VIP mấy nhỉ? Con đấy là VIP VIP 3. VIP 3 em cũng cắt mã luôn. Đấy, con đấy cũng vài con thôi các chị ạ. Con VIP 3 này đẹp cực kỳ luôn các chị này. Các chị lên mã này cho em là VIP 3 các chị nhá. VIP 3 310 à? Vâng. Tặng cho các chị 310.000 đồng nhá. Đây trễ vai nhưng mà đây có lưới các chị nhá. Cái phần trễ vai này là lưới đấy ạ. Lưới các chị nhá. Không phải là vai trần đâu các chị nhá. Con này không có bé hơn đây. Mã VIP 3. Các chị lên mã này cho em là VIP 3. Tặng cho các chị 310.000 đồng. Màu đỏ đô đấy chị ạ. À. Lên like nó bị tươi đấy ạ. À. 300 đẹp mà. 310.000 đồng của mã VIP 3. Đẹp quá. Đây màu đen này các chị ơi. Màu đen. Màu đen này nó rất là chìm người và sang. Ok ạ. À. Các chị mình chốt đơn lên đúng mã và kèm cân nặng hộ em với đi các chị ơi, để nhà em lọc với ạ. À. Chị Huyền ok.
Mà chốt đơn các chị lên đúng mã cho em nhé. Con này là gì nhỉ? Hàng thiết kế ạ, rất là trẻ trung và đẹp ạ. Đấy, hàng nó sẽ co giãn như này. Em đang sẽ có hai màu. Dáng của nó là dáng A và chất liệu là co giãn 4 chiều. Các chị đẹp lên đơn là mã hàng VIP 3 và kèm số điện thoại kèm cân nặng hộ em. Con này em cũng cắt mã và về giá 310.000 đồng cho các chị đẹp. Rất là dễ luôn. Đấy, trẻ mặc được và chung chung mình mặc sang, xinh. Cái tay của nó hở như nội có lưới pha. Cái cổ nó cổ vuông trần như thế này. Rất là vừa tầm. Đấy, chị nào cũng mặc đẹp ạ. Comment mã hàng là VIP 3 kèm số điện thoại nhé. VIP 3, 310.000 đồng. Size tầm 62, 63 cân em nhận đơn. Size tầm 62, 63 cân em nhận đơn ạ. Mã hàng VIP 3 kèm số điện thoại ạ. Các chị không ân hận tiệm nào luôn. Đẹp lắm, chất nó co giãn. Khóa kéo ở đằng sau lưng rất là tiện cho các chị mình. Dáng của nó là A, không quá ôm vào người. Đấy, chất thì em bao sướng luôn. Được không ạ? Comment cho em Lan mã hàng VIP 3 và kèm số điện thoại nhé. 310.000 đồng ạ, hàng thiết kế ạ. Chất thì bao là chất liệu ở hàng co giãn bao sướng các chị luôn. Đấy, nhà em không làm hàng loại 2, loại 3 bao giờ. Nếu mà hàng kia nó mỏng quá là các chị mình mặc nó sẽ rất là kiểu như là nó không ôm được bụng ấy. Đấy, không ôm được thì form nó không đẹp. Đấy, nhưng mà hàng này của em là gì nhỉ? Chất của nó hàng loại 1 luôn. Đấy ạ, kết pha lê ở cổ ạ, tay thì nó sơ sẻ và có lưới như này. Rồi ok Việt, Bắc Nguyễn ok nhá. Đấy, mình cứ chốt đơn lên đúng mã, tại vì những cái mã hàng mà em đã cắt mã là nó không đủ size đâu. Có nghĩa là lúc đầu ấy thì con này cũng có lên 62, 63 cân. Đấy, 62, 63 cân. Quay đây em gấp cái này đấy. Đấy, nhưng mà bây giờ thì là nó sẽ lẻ rồi. Đấy. Chị Lý mặc con đấy là cũng bị hơi rộng rồi đúng không? Hơi bị rộng đấy, cho nên là bị rộng cả vai. Đấy, em mặc thì vừa hơn. Đấy, chị Lý mặc là bị con kia rộng hết size rồi. Hết size mẫu ấy ạ. Những cái mà em hết size mẫu thì đành phải là mặc rộng. Xong rồi là kẹp vào thôi. Đấy, nghĩa là kẹp được vừa người thì cái vai nó rộng thì là cũng phải chịu, bởi vì em mặc lên cho các chị mình xem màu ấy. Ok chưa ạ? VIP 3 nhá. À, còn áo điệu không em? Còn áo điệu các chị nhá. Còn áo điệu vẫn là 160.000 đồng. Đấy, áo điệu vẫn là 160. Rồi ok, em qua mã luôn nhá. Các chị mình lên cho em con này VIP 3 và kèm cân nặng kèm số điện thoại ạ. VIP 3 310.000 đồng. VIP 3 310.000 đồng màu đen. Ui đẹp quá. Con này trẻ mặc được và chung mặc đẹp luôn. Không đủ đâu, con này không còn XL. Không còn XL đâu. Hình như có mỗi L hay là cái gì không biết nữa. Em lẻ hết rồi, nhưng mã này em không về nữa đâu. Đấy, em chỉ chạy mẫu một lần thôi. Được không ạ? 310.000 đồng. Các chị lên đơn mã hàng cho em đúng mã là VIP 3 và kèm cân nặng các chị nhé. Kèm số điện thoại nhé, em nhận đơn. Con ở ngoài cùng với chị. Đấy, con đấy hết màu đen à. Con đấy hay là bị hết đen. Nếu mà hết rồi thôi nhé, mặc nhé. Bỏ lại. Chị lên con VIP 2 cho em đi. Bọn nó không quặc mẫu lên đấy. Đây này. Nhìn kỹ xem nó có không. VIP 3 60 cân, chị cứ chốt đi, hình như còn màu đen nhưng không có màu đỏ thì đúng. Chốt màu đi chị Mai Nguyễn ơi. Chốt màu cho em đi, con này như còn đen thôi, đỏ không còn. Đỏ là còn size L thôi hay sao ấy. Nói chung là cũng hết rồi. Nhà em chạy con này số lượng dã man lắm. Đấy. Thời trang trung niên thì bây giờ trẻ với trung bây giờ đang lẫn lộn đây chị ạ. Em đang like lẫn đây. Comment cho em Lan mã hàng VIP 3 nhá. Con này điệu lắm. Mặc váy ở canh sau em cho chị xem. Em mặc hết rồi đây. Chị Nguyễn Lê bây giờ chị mới vào à? Bây giờ chị mới vào thì chị xem lại like cho em. Đấy, nếu mà bây giờ chị mới vào thì chị cứ xem lại like đi. Xong rồi tí nữa chị inbox cho em cũng được. Đấy, em sẽ qua một mã nữa cho các chị mình nhá. Rồi. VIP 2 đúng không? Con đấy là VIP 2. Các chị lên mã này cho em là VIP 2 các chị nhé. VIP 2. VIP 2 màu đỏ và màu đen. 310 đi chị. 310.000. Con này còn mỗi L thôi. Nói chung là cũng hết rồi. Con đấy VIP 2 cũng hết hàng luôn. Tặng cho các chị 310.000 của mã. 310 cắt mã luôn. 310 của mã VIP 2 ạ. Màu đen và màu đỏ các chị nhé. Mã VIP 2.
hai, các chị lên mã này cho em là VIP 2 ạ. 310.000. Lên mã này cho em là VIP 2 ạ. Hoa gắn liền rất là đẹp luôn nhé các chị nhé. Mã VIP 2 đấy. Cái này còn mỗi một cái thôi, hai cái thôi, hết luôn rồi. Nhưng cứ mặc mẫu cho các chị nhìn thôi. Đấy. Đây này, con này yêu ơi là yêu luôn, nhưng mà em hết hàng rồi. Con này em còn có 1 2 con của mã này thôi. Đấy, em đang mặc này là cũng size rộng rồi, size L em kẹp vào đấy. Size rộng đấy, em còn mỗi một con thôi. Nói chung đỏ cũng còn một con mà đen cũng còn một con. Một con hay hai con L tất thôi. Các chị nhá, con này rất là đẹp luôn, điệu. Đấy, con này cho em Lan là VIP 2, em tặng các chị mình 310.000. VIP 2 ạ. Mã hàng VIP 2 em vừa về nhưng em cũng cắt mã luôn. Đấy, màu đen với màu đỏ. Màu đen với màu đỏ. Em chưa bán du mà chưa có mẫu chị ơi. À, Lan ơi có kem trị nám không ạ? Có kem trị nám ạ. Đấy. Có kem trị nám nhá. Trị nám thì chị lấy sơ zoom cho em này, về chị lấy kem đêm cho em đi. VIP 2 60 cân này không biết có còn không ấy chị ạ, hình như còn mỗi L hay sao ấy. Đấy, mai em kiểm tra lại xem còn con nào thì em sẽ báo lại. Các chị mình chốt đơn thì phải lên đúng mã cho em. Đấy, lên đúng mã và lên số điện thoại, lên cân nặng của em, với ví dụ như là còn thì em sẽ báo size của các chị là nhân viên sẽ gọi điện chốt đơn. Còn nếu không còn thì các bạn sẽ không gọi nữa. Tại vì không còn size ấy. Thế nên là tất cả những cái mã hàng mà em đã cắt size lẻ mã ấy, lẻ mã mà em cắt size thì các chị mình phải lên cho em cái cân nặng mà kèm vào nhá. Đấy, còn bình thường mà hàng em vừa về nó đủ ấy thì mình không cần để lại số điện thoại. À cơ, không cần để lại mã, à để lại cái cân nặng. Đấy là nhà em sẽ tư vấn được size vừa, nhưng mà bây giờ thì nó không còn ấy. Đấy, VIP 2 có co giãn nhiều chứ chị ơi. Con này có co giãn chứ. Co giãn tất cả cái chất liệu từ nãy giờ em like đang like là co giãn. Có giãn VIP 2 dồn đơn cho chị Thảo á. Cân nặng bao nhiêu nãy chị bảo em bao nhiêu nhỉ? VIP 2 kèm màu kèm cân nặng hộ em nhé. Con này yêu ơi là yêu luôn ấy. Còn 1-2 con thì đấy thôi chị ạ, không còn nhiều đâu. Về cái là cũng đã hết rồi, em chạy mẫu một lần thôi ạ. Đấy, em đang mặc cái size này bị rộng đấy. Em đang mặc bị rộng, nó tụt cả xuống dưới rồi. Nó chính là nó phải lên trên này. Đấy, các chị nào không thích hở thì có thể cho lên trên. Đấy, chị nào không thích hở thì mình có thể cho lùi lên trên được. Nhưng em đang mặc là bị rộng, bởi vì nó hết size ấy nhá. Còn ít thôi thì em tặng các chị mình về giá là 310.000 đồng. Vi vai 57 cân. Rồi ạ, chị hay mặc size L màu đỏ á, được. Ok ạ, form này rộng. Được ạ, mình cứ kèm cân nặng vào cho nhà em nhá. VIP 2 nhá. Chốt đơn vào sau, các chị mình lưu ý là nếu các chị có vào sau ấy, các chị lên đúng mã hàng và để lại số điện thoại nhà em nhận đơn, inbox sang Messenger cho em. Đấy, con này kéo lên cầu vai được, chị Lý cũng đang mặc bị rộng. Đấy, chị qua mã luôn đi chị. VIP 2 màu đen, 54 cân dồn đơn, mai báo nhà em nhá. Các chị mua cái gì nhớ đây này. Đáng nhẽ nó chỉ rộng đến đây thôi này. Đấy, như em là bị rộng. Em bị size to rồi, em không còn size bé nữa. Đấy, các bạn ấy cắt hết cả size mẫu của em đi rồi. Đấy, serum kem đêm bao nhiêu tiền ạ? Serum á chị ơi, serum là 690.000 ạ. Đấy, chị mặc cái con này, em vừa bảo chị là cũng một con mẫu đỏ. Ừ. Con đấy không biết là VIP mấy nhỉ? Nhìn mấy mấy VIP 6. Đấy. Đấy, chị ơi serum ạ, serum là 690.000 chị này. Serum ấy có tác dụng là gì nhỉ? Làm trắng da, hết nám và gì nhỉ? Mờ nám và hết nhăn. Đấy là ở serum, tái tạo da cực kỳ tốt. Đấy là ở serum các chị nhá. 690.000 đồng. Serum hàng của gì nhỉ? Hàng nhập khẩu của Pháp ạ. Có tác dụng là gì? Mờ nám, giảm nhăn. Đấy, làm trắng da, tái tạo da, phục hồi da rất là tốt ạ. Và kem đêm ấy ạ, nó sẽ là kem đêm của Hàn, 1.1 triệu. 1.1 triệu là kem đêm của Hàn. Làm trắng da này, hết nám này và hết nhăn ạ. Tái tạo da, có nghĩa hai sản phẩm này nó đang hỗ trợ nhau rất là tốt. Trắng mịn và căng bóng luôn. Ban ngày thì dùng thêm, bổ sung thêm kem chống nắng cho em nhá. Ban ngày thì mình bổ sung thêm kem chống nắng. Còn ban đêm ấy, các chị bôi serum và bôi kem đêm. Ban ngày bôi serum và kem chống nắng được chưa ạ? Là các chị em đảm bảo là các chị có làn da đẹp. Làn da đẹp luôn ạ. VIP 152 cân được ạ, để em xem nhé chị nhá. Các chị nhá, kem chống nắng thì nó có tác dụng là dưỡng da, chống nắng và trang điểm cho da.
Còn kem serum của nhà em thì nó có tác dụng là mờ nám, làm trắng da hết nhăn ạ. À. Đó, hết nhăn giảm nám rõ rệt luôn. Với kem đêm như thế này, các chị dùng như này cho em. Với lại một tip kem chống nắng nữa là ok. Đó, như vậy là các chị có da đẹp. Các chị nào có muốn có da đẹp thì các chị bổ sung thêm kem đêm và serum giúp em. Được chưa ạ? Đấy, muốn là các chị bị nám hay không bị nám cũng dùng như thế. Có nám thì nó hết nám. Nó đen thì nó là cái da các chị đen, không đều màu thì nó làm trắng da. Và các chị nào da đã trắng đẹp rồi thì nó dựa là gì nhỉ? Phục hồi, tái tạo da và giữ da của mình, ngăn chặn nám rất là tốt. Như da của em cũng đang không có nám đâu, nhưng mà đêm nào em cũng phải bôi serum và đêm nào em cũng phải bôi kem đêm như thế này để nó ngăn chặn nám mọc lên. Từng ngày mới da mình sẽ già đi và lão hóa đi, nhưng mình có sản phẩm ok thì da các chị sẽ càng ngày càng đẹp hơn, được bảo vệ tốt hơn. Các chị nhá, là lấy serum và kem đêm cho em. Một lọ serum như thế này ạ. Nó dung tích của nó rất là lớn. Có 690.000 đồng, giá chuẩn công ty luôn. Được chưa ạ? Kem đêm là 1.1 triệu các chị đẹp nhá. Lên mã hàng, lên số điện thoại cho em. Con này đẹp thế. Ô, chị lấy đâu ấy? Con này là VIP 6 này, có màu đen nữa nhưng mà hình như hết rồi. Con này VIP 6 rất là đẹp luôn. Con này là size chỉ tầm 58 cân đổ lại thôi, cũng không còn. 58 cân chị nào gọn lắm thì mới đến 59 cân, không em tốt đến 58 cân rồi. Màu đỏ. Đấy, hình như hết đen. Hết đen. Em tặng các chị về giá 310.000 VIP 6 luôn. 6 nhá, các chị lên mã này cho VIP 6 ạ. VIP 6 310 luôn ạ. VIP 6 tặng cho các chị 310.000 đồng. Của mã VIP 6 đây ạ. Lên mã này cho em VIP 6. Em chỉ chốt đơn cho các chị 58 cân đổ lại các chị nhé. Của mã VIP 6 này nhá. Form nhỏ ạ. Mã VIP 6 đây ạ. Đấy. Nốt mã này em nghỉ thôi nhá các chị nhá, tại vì muộn rồi. Các chị mình đặt gì thì cứ comment vào sau like để các chị comment cho em. Vào sau like thì đặt lại sau like cho em nhá. Vào sau like cứ lên đúng mã hàng nhà em nhận đơn. Có mã hàng, có số điện thoại nhà em nhận đơn ạ. Không cần phải tư vấn nhiều. Các chị mình chỉ cần là ưng cái mẫu thế, giá cả như thế rồi, mẫu thì ok, em bao chất đẹp cho các chị mình rồi. Thì các chị cứ để lại cho em đúng mã hàng kèm số điện thoại nhà em nhận đơn. Được chưa ạ? Đúng mã hàng và số điện thoại em nhận đơn. Thứ nhất là không có mã, thứ hai là không có số điện thoại không chuẩn nhé, em không chốt được đơn đâu. Đấy các chị nhá, comment cho em đúng mã hàng và số điện thoại chuẩn. Con này VIP 6 em tặng các chị giá 310.000 đồng. VIP 5 bao nhiêu thế chị? 350.000 đồng VIP 5. VIP 5 là 350.000 đồng. Con đấy vừa về thì vẫn còn đủ size, thì nhà em không cắt được mã. Còn những cái mã nào đang lẻ, còn một con, hai con hoặc ba con nhưng mà nó toàn lẻ sai lung tung ấy, thì em sẽ cắt mã được. Đấy, chứ còn hàng vừa về mà nguyên đai, nguyên kiện mà kiểu như là còn đủ sai số là nhà em không cắt được đâu. Các chị mình nhá. Đấy, nên là mình đặt cái gì thì cứ để lại đúng mã và số điện thoại cho em. Kèm cân nặng, những mã hàng sale kèm cân nặng. Ok chưa ạ? Em nghỉ nhá các chị nhá. Đấy. Đẹp ơi là đẹp VIP luôn. 6 nhá, các chị nhá. Con này là VIP 6 đấy ạ. VIP 6 ạ, màu đỏ với màu đen. Nhưng mà hết đen rồi. Đấy, 310.000 đồng. Mã hàng kèm số điện thoại ạ. VIP 6 ạ. Nhìn chân gọn đi bao nhiêu nhỉ? Xinh ơi là xinh. Đấy. À, lên váy canh mặc á. À, Lan ơi, váy kẻ canh mặc mát không? Chị ơi, không mát em không bán đâu. Mùa này nó phải mát, chất của nó mát lắm. Đấy. Vừa, Ánh Lê ơi, vừa. Cái cây váy này nó là hàng Quảng Châu đẹp mà chị. Trời ơi, cái chị ra ngoài mua cả 600.000 không mát cơ mà chết em à. Hàng Quảng Châu bây giờ mới về hàng mà chị ơi. Có phải váy bán đông đâu mà không mát. Đấy. Chị vừa Dương Văn chốt VIP 6 à, ok. Ánh Lê lên VIP 6 đi ạ. Hay VIP mấy ạ? Các chị mình chốt đơn lên đúng mã hàng kèm số điện thoại cho em. Mã hàng kèm số điện thoại. Tất cả những con đấy là dòng Quảng Châu. Em vừa mới về hàng, chất nó rất là mát và đẹp. Nó dày dặn, nhưng nó dày dặn kiểu mát cơ. Chứ không phải là kiểu như là cái chất rẻ tiền nó nóng, nó bít tít khó chịu. Mình không có mã hàng này, không có số điện thoại nhà em không nhận đơn nhá. Đấy rồi, ok, chốt VIP 5 đỏ. VIP 5 đẹp ơi là đẹp luôn. Thật sự con đấy về đang bão đơn luôn. Đấy, bão đơn luôn nè.
nhớ cho em là thứ nhất là không có đúng mã hàng, không có số điện thoại chuẩn, nhà em không nhận được đơn. Đấy các chị đẹp nhá, bấm kết bạn và chia sẻ like của em về trang cá nhân nhá. Chia sẻ like về trang cá nhân ạ. Mai các chị nhìn thấy em rất là dễ. Đấy. Mã hàng kèm số điện thoại của em với nhá. Còn nhiều mà chị ơi, nhưng mà em nghỉ nhá, em nghỉ like nhá. Em nghỉ đây ạ. Để mọi người cũng đi ngủ và em phải đi ngủ đây, 10 rưỡi rồi. Bye bye tất cả các chị đẹp của em. Bye bye các chị.